Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Quỷ Bí 2, Túc Mệnh Chi Hoàn của tác giả Mực Thích Lặn Nước. Tập 22. Chương 211, Thông Linh. Thừa dịp Lumen còn bận hát hơi, Franca tiến lên hai bước, ngồi xổm trước thi thể của Yves giả, bắt đầu kiểm tra. Cô khẽ nắm tay một cái, toàn bộ ngọn lửa màu đen còn đang hừng hực thiêu đốt lập tức dập tắt. May quá, còn chưa thiêu tới mức linh hồn tiêu tán. Franca khẽ thở phào một hơi, đứng dậy, lấy ra một nắm bột phấn đen giống như màn đêm không có ánh sáng. Lumen cất bình chứa khí kích thích kia đi, quay người nhìn Franca, hỏi, cô định thông linh sao? Trận chiến vừa rồi cho thấy thực lực của Yves giả tương đương với danh sách ở khoảng giữa, cũng có một vài năng lực kỳ dị. Nhưng hắn hoàn toàn không có cách nào nắm giữ được tất cả, nếu không thế cực đã biến hóa khác rồi. Franca khẽ gật đầu, đúng vậy, hiện tại tiến hành thông linh sẽ đạt được hiệu quả khá tốt. Cô định khẩu cầu vị tồn tại kia sao? Lumen thuận miệng hỏi một câu. Franca khẽ cười nói, không phải. Tôi kết hợp với ma kính để bói toán ra nguyên lý, tự nghĩ ra một thuật thông linh. Mặc dù không được chuyên nghiệp cho lắm nhưng cũng đủ dùng, ít nhất là sẽ không bị vị thần ở lĩnh vực tương ứng theo dõi. Rất có đầu óc đấy. Lumen khen ngợi một câu mang theo ý trào phúng. Franca vừa tức giận vừa buồn cười, nói, cái này gọi là học thuật tinh thần. Chúng tôi, thật ra chị gái của cậu cũng từng thí nghiệm những loại nghiên cứu như thế này. Bình thường tôi cũng lười làm mấy việc như vậy. Không phải bởi vì không có đầu óc mà là phải tính toán tới lui, rất mệt. Làm người ấy mà, sống ung dung, thoải mái một chút, ít tính toán hơn, không cần phải để ý quá nhiều chi tiết đến vậy. Cô đảo mắt liếc nhìn về phía Charlie còn đang vùi mặt vào đống đá vụn chặn trước cửa hang động kia. Lời muốn nói về mối quan hệ với Gandalf, hội trưởng hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn cũng vội nuốt trở lại bụng. Đây cũng là lý do mà sau khi biến thành phụ nữ, cô dễ thích ứng hơn sao? Lumen thấy Franca bắt đầu chế tạo bức tường linh tính ngay tại khu vực này thì quay người đi về phía Charlie. Charlie thấy Charlie lại đây thì đột nhiên tỉnh táo lại, sử dụng đồng thời cả tay cả chân để đứng dậy khỏi đống đá vụn. Lumen không cảm xúc nhìn chằm chằm hắn. Lúc này, trong lòng cậu đang nghĩ, vừa rồi Charlie đã thấy mình, Franca chiến đấu với Yves giả, nếu hắn đến giáo đường mặt trời vĩnh hằng để tìm kiếm sự che chở. Về cơ bản hắn sẽ không thể giấu giếm được gì khi phải đối mặt với người phi phàm phía chính phủ dùng năng lực để hỏi, dù sao lần này không giống như lần trước. Đám người phi phàm phía chính phủ sẽ cảm thấy mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, cho nên lối nghĩ đi vào góc chết, dẫn đến việc dễ xảy ra sơ suất. Charlie vốn đang vui sướng vì cảm thấy bản thân may mắn, lại bị Lumen nhìn chằm chằm vài giây khiến cho nhịp tim đập của hắn cũng dần tăng nhanh, bịch, bịch, bịch. Không ngừng gõ như tiếng trống dồn dập trong vũ trường. Hắn vừa sợ hãi, vừa nghi hoặc, hỏi han, làm sao thế? Lumen thấy vận thế của Charlie vẫn là màu đỏ xen lẫn màu đen nhưng đã khá hơn lúc trước rất nhiều. Điều này chứng tỏ uy hiếp từ Susanna Matis chưa hoàn toàn được giải trừ. Cậu lại yên lặng vài giây rồi mới nói, lát nữa anh nhớ phải đến giáo đường Saint Robert. Sau khi đã liên hệ được với phu nhân Puris, miễn là cậu không thoát ra khỏi băng Savoy thì cậu cũng không nhất thiết phải ở lại khu chợ Candide hay quản lý vũ trường Breeze, như vậy vẫn có hy vọng hoàn thành được nhiệm vụ của ngài ca. Hơn nữa, lần này còn có Franca nhúng tay vào, có cô ấy thổi gió bên tai lão đại rồi. Cho dù cậu có không quản lý vũ trường Breeze thì vẫn sẽ được giao phụ trách một mảng kinh doanh khác, đại khái vẫn có thu nhập những không được cao như hiện tại. Được, được. Charlie nghe vậy thì khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Người này cũng coi như đã trải qua không ít chuyện, hơn nữa tính tình cởi mở, phóng khoáng, thuộc kiểu người càng gặp nhiều chuyện lại càng dễ hưng phấn. Hắn nhanh chóng nảy sinh tính tò mò, chỉ vào thi thể của Yves giả nằm trên mặt đất, nói, đây là ai vậy, tại sao hắn lại có dáng vẻ giống cậu y như đúc? Charlie còn chưa nói hết câu thì chợt dừng lại, bởi vì sau khi Yves giả tử vong, các cơ trên khuôn mặt và cơ thể của thi thể cũng giãn ra, biến thành một người vô cùng xa lạ không hề giống Charlie chút nào. Một kẻ tín ngưỡng tà thần và nhận được năng lực kỳ quái. Lumen dùng cách nói đơn giản nhất mà Charlie có thể hiểu được để giải thích,
hắn có liên quan tới Susanna Matisse. Charlie nghe xong thì sợ hãi, khó trách hắn lại đưa tôi xuống lòng đất. Lumen nhịn không được mắng, anh đúng là đồ ngốc, đi cùng hắn lâu như vậy mà không nhận ra hắn có gì đó không ổn sao. Cứ giống mặt tôi thì chẳng khác nào là tôi sao. Charlie ngượng ngùng nói, lúc tiến vào thế giới ngầm dưới lòng đất Chair, tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng hắn vẫn luôn yên lặng, chỉ nói là dẫn tôi đến một chỗ nào đó dưới lòng đất để giải quyết triệt để vấn đề liên quan đến Susanna Matisse. Hắn không giống cậu, ngày thường thích nói đùa hay trêu chọc người ta. Lúc đó tôi lại nghĩ bởi vì tình huống cấp bách cho nên cậu không có tâm tình trêu đùa. Lại nghĩ đến việc Charlie chỉ là một người bình thường, cho dù thực sự có đầu óc, cũng không thể nào phá được lớp ngụy trang siêu phàm và qua mắt được người phi phàm phía chính phủ. Lumen thở hắt ra một hơi, chuyển tầm mắt nhìn về phía Flanca. Vị nữ vu này đã hoàn thành xong tế đàn chuẩn bị cho thuật thông linh mà cô tự nghĩ ra. Cô đứng trước hai ngọn nến trắng đặt trước thi thể của Eve giả dùng ngôn ngữ cổ Hermes niệm câu chú. Bởi vì có bức tường linh tính ngăn cách nên Lumen chỉ nghe được một phần nội dung, trong đó có lời miêu tả của Flanca về Eve giả. Câu trước là gốc rễ của tính linh, là thứ căn bản để duy trì nghi thức. Câu sau là đối tượng khẩn cầu cũng chính là ma, kính cho đáp án của vấn đề. Về phần Charlie, hắn lại càng nghe được ít hơn, cũng nghe không hiểu. Mặt gương trang điểm trên tay Flanca nhanh chóng xuất hiện một lớp ánh sáng mờ nhạt, bên trong gương trở nên cực kỳ tối và sâu thẳm, giống như chìm sâu dưới đáy của một con sông nào đó. Một khuôn mặt mơ hồ lại tái nhợt rất nhanh xuất hiện bên trong mặt gương, khuôn mặt đó có 5-6 phần giống với thi thể của Eva. Flanca chuyển sang ngôn ngữ Intis, hỏi, anh là ai, thuộc tổ chức nào? Eve giả trả lời bằng một câu trống rỗng lại mờ mịt, Rentas, thành viên của hội phước lành. Rentas, Lumen chợt nhớ ra cái tên này. Trên những tấm áp phích dán bên ngoài rạp hát Opision Kids thường xuất hiện cái tên Rentas này, hắn là loại nam diễn viên phụ có vai trò quan trọng trong vở kịch. Flanca tiếp tục hỏi, hội phước lành là loại tổ chức như nào, anh có quan hệ gì với Susanna Matisse? Eve giả lại trả lời bằng một giọng mơ hồ, hội phước lành ban đầu là một nhóm phụ nữ yêu phụ nữ được tổ chức bí mật, Susanna Matisse là một thành viên trong đó. Cô ta chán ghét cuộc sống qua tay hết tên đàn ông này đến tên đàn ông khác, từ nghị viên, quan chức cấp cao, chủ ngân hàng, chủ tòa soạn báo, nên mới tìm kiếm sự an ủi từ những người phụ nữ như các tiểu thư, phu nhân. Về sau, cô ta đạt được thần khải, nhận được ban ân, trở thành mục sư đại biểu cho Chúa của tôi và phát triển hội phước lành thành một tổ chức bí mật tín ngưỡng Chúa của tôi. Trong xã hội thời nay, có rất nhiều việc phụ nữ không được ra mặt cho nên khi hội phước lành phát triển có thu nạp một số thành viên nam. Bọn họ vẫn nhận được ban ân nhưng không có quyền tham dự những vấn đề cốt lõi nhất và không được biết bất kỳ chuyện cơ mật nào. Thật lợi hại! Flanca vỗ nhẹ cổ tay một cái. Cô biết Chúa của tôi trong miệng Rentas chắc hẳn chính là vị tà thần mang tên dục vọng mẫu thụ nên cũng không xoáy sâu vào chuyện này, sợ biết những nội dung thần bí học mà mình không nên biết. Một tổ chức bí mật phụ nữ yêu phụ nữ. Thành viên là nam giới không có quyền tham dự vào những vấn đề cốt lõi nhất. Lumen chợt suy nghĩ đến một việc. Cậu đứng ở bên cạnh bức tường tính linh, nhìn vào mặt gương trang điểm trong tay Flanca, mở miệng hỏi. Hesse phải liên tục săn lùng con mồi và tìm tới gái đứng đường là bởi vì dục vọng của hắn không được người trong hội phước lành thỏa mãn sao? Đúng vậy, Rentas đáp lại trong hội, phụ nữ chỉ yêu phụ nữ, khi tôi trở thành con nghiện tình dục, tôi cũng phải tự giải quyết vấn đề này. May mắn là tôi đẹp trai hơn hắn nên có khá nhiều khán giả nữ thích tôi, khu chợ cũng có đủ loại gái đứng đường, nên tôi không cần phải mạo hiểm tìm kiếm khoái hoạt. Châu bò. Flanca dùng một từ ngữ kỳ quái để biểu đạt cảm xúc của mình lú này. Cô cảm thán một câu, không có trường hợp phụ nữ bình thường yêu phụ nữ trong hội bí mật đó sao? Có. Rentas trả lời rất. Chắc chắn, đến hiện tại tôi chỉ biết có hai hội là Nao và Narciss thường xuyên tổ chức bữa tiệc vui vẻ chỉ dành riêng cho phụ nữ tại quán cà phê Red House ở Chariot. Chúng tôi cố gắng tiếp xúc với những người phụ nữ đó và phát triển bọn họ thành tín đồ của Chúa của tôi. Chariot nằm ở khu 16 phía bắc bờ sông Serenzo, cũng chính là khu quảng trường được Jasso Đại Đế đặt tên là Quảng trường Khải Hoàn. Đây là một loại thị trấn nhỏ có vùng ngoại ô là một cánh rừng lớn, là một trong những vùng sản xuất rượu nho nổi tiếng thế giới chỉ đứng sau rượu vang đỏ Omia. Flanca thích thú lắng nghe, miệng lẩm bẩm lặp lại mấy danh từ, Chariot, quán cà phê Red House, bữa tiệc vui vẻ chỉ dành cho phụ nữ.
Lumen lại càng để ý tới danh từ người nghiện tình dục, cảm giác cụm từ này rất phù hợp với trạng thái của tên biến thái Hesse, kẻ ở danh sách 8 trên con đường từ dục vọng mẫu thụ. Nhưng cậu sợ thời gian thông linh không đủ, nên cũng không vội truy hỏi vấn đề này mà kéo trọng tâm về chuyện Susanna Matisse. Tại sao Susanna Matisse lại trở thành ác linh? Tại sao anh lại dẫn Charlie xuống lòng đất? Khuôn mặt tái nhợt mơ hồ của Rentas hơi trở nên vặn vẹo một chút, cô ta chết trong một lần ban ân và trở thành ác linh. Cô ta nói cho chúng tôi biết rằng bởi vì cái tên của cô ta vẫn được không ít người trai ở tán dương. Ảnh chụp của cô ta còn được rất nhiều đàn ông sử dụng làm đạo cụ lúc tự xử, cho nên cô ta không hoàn toàn sụp đổ, mà còn có thể giữ được lý trí ở mức độ nhất định. Nhưng cô ta rõ ràng trở nên cực đoan hơn, cực kỳ chấp nhất với chuyện mà mình quan tâm mà không để ý đến những chuyện khác. Lần trước cô ta bị thương nặng do bị người phi phàm phía chính phủ tấn công và đang phục hồi ở tế đàn. Chúng tôi lo sợ sau khi cô ta hoàn toàn phục hồi sẽ lại đi tìm Charlie. Lại bị người phi phàm phía chính phủ chú ý đến, cho nên chúng tôi thừa dịp cuộc tuyển cử này mà dẫn Charlie đến tế đàn, giao cho cô ta xử lý. Charlie nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch, thân thể vội dịch đến bên cạnh Lumen, hắn cảm giác như vừa rồi mình thật sự bước một chân vào cửa địa ngục. Franca khẽ gật đầu nói, tế đàn kia ở đâu? Susanna Matisse cần bao lâu nữa mới có thể hoàn toàn hồi phục? Tế đàn. Bên trong mặt gương trang điểm, khuôn mặt mơ hồ dần nhạt đi, một đường hầm bên dưới lòng đất dần xuất hiện. Đường hầm không ngừng kéo dài hướng xuống dưới, sau nhiều lối rẽ, cuối cùng cũng đến một mỏ đá rỗng nhỏ bị dây leo và nhành cây bám đầy đỉnh mỏ và vách tường đá. Nơi đó có một gốc cây khổng lồ màu xanh lục xen lẫn nâu nhô lên khỏi mặt đất, xung quanh có rất nhiều nhánh rễ cây to khỏe không biết mọc từ đâu tới. Mắt thấy gốc cây kia càng ngày càng rõ ràng, Franca vội vàng dừng hình ảnh, sợ khiến cho phía đối phương phát hiện ra dị thường. Rentas tiếp tục nói, Susanna chỉ còn 2 ngày nữa là có thể hoàn toàn hồi phục và rời khỏi tế đàn. Chương 212, diễn viên. Franca nhẩm tính thời gian, hỏi chi tiết hơn, tế đàn có cất giấu nguy hiểm gì? Hôm nay Susanna Matisse đã hồi phục được đến mức nào rồi? Lumen vừa nghe xong câu hỏi của Franca, đại khái cũng đã đoán ra được suy tính của cô ấy lúc này. Nếu khả thi thì không bằng nhân cơ hội này mà hủy diệt tế đàn khiến cho Susanna Matisse đang ở trạng thái suy yếu hoàn toàn bị thanh trừ. Trước khi ra khỏi vũ trường Breeze, đuổi theo Eve giả, Lumen đã cân nhắc đến vấn đề này. Bởi vì Rentas dẫn Charlie xuống lòng đất cho nên cậu tin chắc rằng mục đích của đối phương là dẫn Charlie đến chỗ Susanna Matisse ẩn thân. Vì thế lúc đi lấy đèn đất đèn, cậu cũng lấy mấy bó mìn từ trong két bảo hiểm ra, với hy vọng có thể lợi dụng hoàn cảnh đặc thù này để cho nổ tung xác những kẻ đó. Khuôn mặt mơ hồ của Rentas dường như trở nên sùng bái hơn vài phần, tế đàn là tế đàn, nơi đó chỉ có ánh sáng của chúa của tôi, không có gì nguy hiểm cả. Mày nói như vậy, tao càng cảm thấy nguy hiểm. Lumen đứng ở bên cạnh bức tường tính linh, lẩm bẩm nói một câu. Rentas tiếp tục nói, tôi không rõ tình huống cụ thể của Susanna, chỉ biết tuần trước cô ta còn không thể cho chúng tôi nhìn thấy. Chỉ có thể thỉnh thoảng phát ra vài âm thanh, cuối tuần trước cô ta đã có thể trao đổi bình thường với chúng tôi mà lúc chúng tôi sử dụng linh thị thì vẫn có thể nhìn thấy cô ta. Tới hôm nay thì cô ta đã không khác gì trước kia, nhưng có vẻ hơi suy yếu. Thực lực của Susanna vốn dĩ tương đương với danh sách 5 đọa lạc thụ tinh, hiện tại có lẽ khôi phục đến gần danh sách 6. Lumen dựa vào miêu tả của Rentas để đưa ra phỏng đoán sơ bộ. Nếu Susanna không lẩn trốn ở tế đàn của dục vọng mẫu thụ thì Lumen cảm giác nó đáng giá để mạo hiểm. Franca suy nghĩ một chút, nói, bình thường các anh cầu nguyện và nhận ban ân ở tế đàn sao? Đúng vậy. Rentas dùng giọng hồi tưởng lại, Susanna là mục sư của chúng tôi, giúp chúng tôi có thể cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho thế giới này. Để chúng tôi cảm nhận được dục vọng chân thật nhất của mỗi con người và thực sự hiểu rõ bản thân mình hơn. Nghe đến đó, lý trí nhắc nhở Franca nên dừng lại, không nên hỏi sâu thêm về vấn đề này nữa, ngược lại sẽ tìm kiếm chân tướng từ những chi tiết nhỏ không đáng kể, bình thường có người bảo vệ tế đàn không. Susanna vẫn luôn ở đó. Khuôn mặt tái nhợt mơ hồ của Rentas khẽ lắc lư bên trong mặt gương. Franca nhìn mặt gương trang điểm nói, trong 2 tuần Susanna bị thương nặng, có ai bảo vệ tế đàn không? Rentas thành thật trả lời, không có. Franca nhịn không được nghiêng đầu,
liếc mắt nhìn Lumen một cái thì phát hiện vẻ tiếc nuối và thất vọng trên mặt cậu. Từ câu trả lời vừa rồi của Rentas, bọn họ đều phải công nhận một sự thật rằng tế đàn kia có một cơ chế bảo vệ bí mật nào đó, hơn nữa còn rất mạnh. Nếu không, cho dù nó có ẩn nấp sâu dưới lòng đất, nơi rất khó có thể tìm ra được thì nó cũng phải cân nhắc đến việc làm thế nào để đề phòng những tên thợ săn tiền thưởng và những nhà mạo hiểm hang động rất thích tìm kiếm kho báu dưới lòng đất. Đồng thời, lại còn phải đề phòng những tên buôn lậu thỉnh thoảng lại thay đổi tuyến đường và đám sinh viên luôn thích đi mò mẫm thám hiểm khắp nơi. Franca thở hắt ra một hơi, cảm thấy vấn đề tế đàn và Susanna Matis này vẫn nên giao cho phía chính phủ xử lý thì tốt hơn, cũng tránh được nhiều rắc rối. Chỉ hai ngày nữa thôi, ác linh kia sẽ hồi phục hoàn toàn, mà cô và Lumen không có đủ thời gian để tìm ra vị trí của tế đàn. Franca hỏi sang chuyện khác, có bao nhiêu thành viên của hội phước lành đang ẩn náu ở Opinion Gate? Không nhiều lắm. Đôi mắt mơ hồ của Rentas lóe lên một tia sáng màu xanh lục u ám. Tôi chỉ biết rằng, tôi, Eve, Hessie đều phải nghe lệnh từ Michael Meyer. Hắn là quản lý rạp hát, cũng là đại diện cho Susanna sau khi cô ta trở thành ác linh để tham gia vào một số việc trọng yếu cốt lõi của hội phước lành. Tại sao lại chọn một người đàn ông? Chẳng phải hội này là hội phụ nữ yêu phụ nữ sao? Sao không chọn một người phụ nữ? Như vậy sẽ càng thuận tiện cho việc trao đổi với các thành viên cốt lõi của hội phước lành hơn chứ? Franca đưa ra ý kiến bất đồng. Cô xác định từ trao đổi mà cô vừa nói không có ẩn ý khác đấy chứ? Lumen cảm thấy tiểu thư tụ kiếm khá hào hứng với vấn đề này. Rentas mơ hồ trả lời, trước kia Michael Meyer là người tình của Susanna. Franca chậc lưỡi, cảm thán, mục sư dẫn đầu cả tổ chức lại vi phạm nguyên tắc, yêu cả nam lẫn nữ sao? Cô vừa nói chuyện vừa liếc nhìn Charlie đang ngơ ngác, sợ hãi đứng ở một bên. Rentas cũng không giấu giếm thay cho Michael Meyer, trước khi Susanna gia nhập hội phước lành thì bọn họ là người tình của nhau. Hơn nữa hắn là người tình duy nhất mang lại cảm giác an tâm, thoải mái cho Susanna. Sau khi cô ta đạt được chân lý thần khải, tín ngưỡng chúa của tôi và gia nhập hội phước lành, đồng thời kéo Michael Meyer gia nhập hội, cô ta không còn lên giường với hắn nữa cho đến khi cô ta trở thành ác linh. Cô ta không chỉ yêu mỗi nữ giới và khôi phục lại mối quan hệ người tình với Michael Meyer, đồng thời cô ta còn tìm kiếm những mục tiêu khác, tiến vào giấc mộng của bọn họ, hấp thụ tinh lực của bọn họ, yêu đương với bọn họ rồi giết chết bọn họ. Charlie càng nghe, sắc mặt càng trở nên trắng bệch, giống như lại rơi vào một cơn ác mộng, vĩnh viễn không thể thoát ra được cho đến khi chết. Cô ta quả thật quá biến thái. Franca, người đã từng nghiêm túc cân nhắc tới việc khiến cho người tình của mình là Gardner sinh con cho mình, nhận xét một câu. Sau đó, cô chợt bật cười nói, chẳng lẽ Michael Meyer thích đội chiếc mũ màu xanh lục sao? Không phải, bây giờ hắn chỉ thích đội mũ dạ màu đen, hắn còn có thể cạo râu quai. Nón nữa, Rentas phản bác lại lời của Franca. Lumen chợt nhớ tới vụ án một người phụ nữ tử vong ở thị trấn nhỏ Ernest mà người nào đó trong buổi tụ hội của ngài ca từng nhắc quá. Nếu Michael Meyer nhận được ban ân và trở thành đọa lạc thụ tinh mang giới tính nam, có phải hắn cũng có thể tiến vào giấc mộng của phụ nữ, chế tạo mộng xuân và hấp thụ tinh lực của bọn họ, khiến cho bọn họ bị suy nhược từ từ cho đến khi chết không? Hội phước lành lấy phụ nữ làm thành viên cốt lõi, cường điệu phụ nữ chỉ yêu phụ nữ và không để cho các thành viên là nam giới nhận được sức mạnh ở cấp bậc cao như vậy. Vậy nếu người không phải là thành viên của hội phước lành nhưng cũng tín ngưỡng dục vọng mẫu thụ thì sao? Hoặc là phụ nữ yêu phụ nữ thì sao? Franca tiếp tục hỏi, vì sao ngay cả việc Opinion Gate có bao nhiêu người tham gia hội phước lành mà anh cũng không biết? Trong số những thành viên của hội phước lành mà anh biết, ngoại trừ Susanna, không có nữ giới nào sao? Khuôn mặt tái nhợt mơ hồ của Rentas giống như trở nên vặn vẹo hơn một chút, chỉ có Michael Meyer mới được tiếp xúc với những thành viên là nữ giới khác. Tuy tôi không biết hiện tại còn có thành viên nữ giới nào ở Opinion Gate hay không, nhưng tôi có thể đoán ra được trước kia có những người nào. Làm sao mà anh đoán được? Franca tò mò hỏi. Rentas trả lời, những người gia nhập rạp hát Opinion Gate chúng tôi đều bắt đầu sự nghiệp từ vai nữ phụ, về sau kỹ năng diễn xuất càng ngày càng tốt hơn. Mấy vị cuối cùng rời đi với tư cách là nữ diễn viên chính chắc hẳn đều thành viên cốt lõi của hội phước lành. Opinion Gate được thành lập là để cung cấp cho bọn họ một nơi biểu diễn an toàn, đáng tin cậy, cũng giúp bọn họ thỏa mãn dục vọng từ bên trong nội tâm cho đến khi bọn họ có thể bước đầu khống chế được sức mạnh.
Vì sao các anh nhất định phải biểu diễn? Lumen nhớ tới từng biểu hiện mà Rentas phô bày ra. Rentas hơi giãy giụa một chút, cuối cùng nói, chúng tôi nhận được ban ân tương đương với danh sách 7, tên là diễn viên. Nó trao cho chúng tôi năng lực khiến cho mục tiêu khát vọng được chú ý, muốn được biểu diễn, cũng kích phát dục vọng và năng lực biểu diễn tiềm tàng của chúng tôi. Trước khi chúng tôi thực sự nắm giữ được sức mạnh ban ân thì chúng tôi không thể kiểm soát được nó. Cho nên chúng tôi cần có một sân khấu hợp pháp để biểu diễn, thỏa mãn dục vọng của chính mình, đồng thời không làm cho người khác nghi ngờ. Mỗi tràng vỗ tay của khán giả là một lời khẳng định cho khả năng của chúng tôi. Lại một danh sách kỳ quái. Vừa rồi mình không lựa chọn tấn công Rentas trước, mà ngược lại lựa chọn giằng co với hắn. Cũng không sử dụng con dao bạc dùng cho nghi thức để kịp thời áp chế dục vọng đang muốn bùng nổ, là bởi vì mình đã vô tình bị kích phát dục vọng muốn được biểu diễn sao. Lumen chợt bừng tỉnh đại ngộ. Flanka vỗ nhẹ vào lòng bàn. Tay nói, hóa ra là như vậy. Tôi còn đang không hiểu tại sao hôm nay tôi lại đặc biệt thích biểu diễn như thế chứ. Cô cười dài một tiếng, hỏi, năng lực ngụy trang thành Eve và Charlie cũng đến từ danh sách diễn viên kia sao? Rentas khẽ gật đầu, chúng tôi có khả năng thay đổi trạng thái của các bó cơ, làn da và xương ở một mức độ nhất định. Để phát huy được toàn bộ năng lực ngụy trang thì người diễn viên cần có kỹ thuật hóa trang, đạo cụ hóa trang. Đồng thời, phải có khả năng bắt chước, mục đích diễn cái gì thì phải làm giống cái đó, ví dụ như diễn một người bình thường, thì ngay cả tinh thần, suy nghĩ, hành động cũng phải diễn như một người bình thường, diễn thành một quân nhân thì phải am hiểu sử dụng súng và kỹ thuật chiến đấu. Diễn thành một người phụ nữ thì sao? Diễn thành một người phi phàm thì sao? Franca và Lumen đồng thời mở miệng nói ra câu hỏi của riêng mình. Cuối cùng hai người cũng hiểu được vì sao Eve giả có thể qua mắt được đám người phi phàm phía chính phủ. Cũng hiểu được vì sao diễn viên của rạp hát Opinion Kids lại có kỹ năng diễn xuất tốt đến như vậy. Ngày ngày đối diễn với những diễn viên chân chính như vậy, kỹ năng diễn xuất sao có thể không tốt lên được chứ? Khuôn mặt của Rentas trong gương hơi ngẩn ra một chút, rồi nói, để diễn thành một người phụ nữ, trước tiên cần phải có đạo cụ là bộ ngực giả, mái tóc dài giả. Lúc diễn thành một người phi phàm khác, tôi có thể diễn xuất được năng lực tương ứng của đối phương qua những tình huống mà tôi đã quan sát được, nhưng không đạt được hiệu quả thực sự nào cả mà gần giống với ảo thuật hơn. Nếu để cho tôi quan sát và học tập theo người phi phàm đó trong khoảng thời gian tính theo tháng thì tôi có thể diễn được một số năng lực phi phàm giống như vậy nhưng yếu hơn rất nhiều. Nghe có vẻ rất lợi hại. Lumen cảm khái một câu, sau đó trầm giọng hỏi, khí thế cường đại mà vừa nãy anh phô bày ra là học diễn từ ai? Tôi học từ Susanna khi cô ta chủ trì nghi thức ban ân và kết nối với hơi thở của tế đàn. Rentas trả lời bằng giọng nói mơ hồ mang theo chút sùng bái và kính sợ. Franca và Lumen lại liếc nhìn nhau một cái, thật may vì bọn họ đã từ bỏ ý tưởng đi tìm tế đàn để diệt trừ hậu hoạn. Dựa theo câu trả lời của Rentas, trong thời gian Susanna và tế đàn hợp lại thành một sẽ nâng cấp bậc của cô ta lên thành bán thần. Diễn viên có năng lực khác hay không? Franca hỏi. Rentas lắc đầu, không có, nhưng Mai Pume từng nói với tôi rằng không được để bản thân trầm mê vào vai diễn mà mình đang diễn. Lumen rốt cuộc cũng có cơ hội hỏi các danh sách khác cùng con đường với diễn viên tên gọi là gì. Giọng nói của Rentas rõ ràng mang theo một cảm giác âm trầm, danh sách 9 quỷ keo kiệt, danh sách 8 kẻ nghiện tình dục, danh sách 6 người được vinh danh, danh sách 5 tiểu ái thần, cao hơn nữa thì tôi không biết. Câu trả lời rất chuẩn xác. Đối với năng lực tương đương của quỷ keo kiệt và kẻ nghiện tình dục mà Lumen được biết, cậu lại hỏi người được vinh danh có nghĩa là gì? Là khát vọng thành công, khát vọng được giới thượng lưu hoặc công chúng công nhận. Rentas giải thích. Franca tò mò hỏi, hình như mỗi người các anh ở mỗi danh sách đều giống như không cách nào khống chế được dục vọng tương ứng, lên tới danh sách 5, chẳng phải dục vọng sẽ nổ tung hay sao? Thật ra, ở mỗi danh sách đi tới cuối cùng đều có thể khống chế được dục vọng tương ứng, điều quan trọng nhất ở một diễn viên là biểu diễn ra dục vọng. Khát vọng đối với tiền tài và người khác phái sẽ mạnh hơn so với bình thường một chút, sẽ không để lại bệnh lý, hoàn toàn không thể khống chế được. Rentas dùng chính bản thân làm ví dụ trả lời cho câu hỏi của Franca. Lumen chợt nghi ngờ hỏi, vậy lúc anh sắm vai ngài Eve vì sao lại keo kiệt như vậy mà lựa chọn nhặt một đồng tiền vàng không rõ lai lịch kia? Rentas thản nhiên đáp lại, bởi vì Eve thực sự sẽ làm như vậy, diễn cái gì thì phải làm giống cái đó.
Các bạn đang nghe chuyện quỷ bí 2, Túc Mệnh Trì Hoàn của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 213, Lập luận chính xác. Nghe xong câu trả lời của Rentas, Lumen nhất thời không biết nên cười thành tiếng hay là cảm thấy may mắn vì mình xuất phát từ suy nghĩ sai lầm nhưng lại đạt được kết quả như ý. Vốn dĩ cậu cho rằng người phi phàm như Eve giả tín ngưỡng dục vọng mẫu thụ sẽ khó có thể khắc chế được lòng tham tiền tài, đồ ăn, tình dục và những dục vọng khác, cho nên mới lựa chọn dùng đồng tiền vàng chứa vận xui xẻo của người đàn ông vô gia cư kia. Ai biết được, các tín đồ tà thần sẽ chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi những dục vọng tương ứng ở những danh sách khác nhau. Khi bọn họ thực sự nắm giữ được sức mạnh kia hoặc là sau khi nhận được ban ân mới, thì mới có thể thoát khỏi dục vọng đó và tiến vào loại trạng thái tiếp theo. Mặc dù những dục vọng nguyên bản vẫn tương đối mạnh mẽ nhưng không đến mức không thể khống chế được. Nói cách khác, nếu không phải Rentas đang sắm vai ngài Eve, cần thể hiện dáng vẻ keo kiệt của chính chủ, thì chưa chắc hắn đã nhặt đồng tiền vàng mang vận xui xẻo kia mà sẽ cẩn thận xem xét tình huống xung quanh. Đương nhiên, nếu hắn không mẫn cảm với sự biến hóa của vận mệnh và không phát hiện ra vấn đề của đồng tiền vàng, đồng thời phát hiện ra người đánh mất tiền đã rời đi và sẽ không quay trở lại, hắn vẫn có khả năng sẽ nhặt đồng tiền vàng kia làm của riêng. Dù sao, hắn tham lam những món lợi nhỏ hơn một chút so với người bình thường, mà trong suy nghĩ của đại đa số người bình thường thì đồ nhặt được chính là của mình. Lumen hiểu một cách sâu sắc câu nói vừa rồi của Rentas, cậu cảm thán một câu, quả thật, không được để bản thân trầm mê vào vai diễn mà mình đang diễn. Nhưng lúc ấy Rentas đang, trong quá trình sắm vai, việc hắn tỉ mỉ như vậy thật sự cũng rất quan trọng, nếu không hắn sẽ rất dễ bị người khác phát hiện là Eve giả. Franca cảm giác thuật thông linh của mình sắp đến hồi kết thúc thì vội dò hỏi, anh đoán thành viên cốt lõi của hội phước lành là những ai? Khuôn mặt tái nhợt mơ hồ của Rentas di chuyển nhìn trái phải, cho dù tôi có nói với cô cũng không tìm thấy bọn họ đâu. Sau khi bọn họ nhận được ban ân và trở thành diễn viên của rạp hát Opinion Kids, bọn họ đều dùng tên giả, cho người khác thấy khuôn mặt giả. Chờ đến khi kỹ năng diễn xuất thành thục và nắm giữ được dục vọng tương ứng, bọn họ mới rời khỏi rạp hát và khôi phục lại thân phận thật sự của mình. Nếu các cô muốn biết thân phận giả của bọn họ, vậy hãy tìm danh sách diễn viên nữ của tất cả những vở kịch mà Opinion Kids công diễn trong 2 năm trở lại đây. Những cái tên xuất hiện nhiều nhất chính là bọn họ. Nhắc tới diễn viên nữ của rạp hát Opinion Kids, Lumen chợt nhớ tới một cái tên, Charlotte Cavino có phải là thành viên cốt lõi của hội phước lành không? Đó là diễn viên trong vở kịch tiên nữ trong rừng có trang phục biểu diễn và lối trang điểm khiến cậu liên tưởng tới Susanna Matisse. Khuôn mặt của Rentas càng ngày càng mở đi, giọng nói càng ngày càng trở nên mơ hồ, tôi không biết. Cô ta xuất phát từ vị trí học nghề biểu diễn, mấy tháng gần đây mới được nâng lên diễn vai chính. Cũng không phải người từ bên ngoài vào nhưng người học nghề biểu diễn cũng có thể bị Maipu Meyer phát triển thành thành viên của hội phước lành. Franca đang muốn hỏi thêm về danh sách và năng lực tương ứng của Maipu Meyer thì phần linh hồn còn lại của Rentas sau khi bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt không chống đỡ nổi nữa mà tiêu tán, biến mất khỏi mặt gương trang điểm. Franca tiếc nuối kết thúc nghi thức và giải trừ bức tường linh tính. Sau đó, cô ngồi xổm bên cạnh thi thể của Rentas, vừa lục lọi các túi khác nhau trên quần áo của hắn vừa thở dài nói, vẫn chưa kịp hỏi chuyện liên quan đến Maipu Meyer, bỏ đi, giao chuyện phiền phức này cho phía chính phủ đi. Lumen suy nghĩ một chút, nói, tôi từng nghe một nhà viết kịch nói rằng Maipu Meyer rất tham vọng, hắn muốn biến Opinion Kids thành rạp hát nổi tiếng nhất Chair và muốn nhận được huân chương quân đoàn danh dự Intis. Khát vọng thành công, khát vọng được công nhận sao? Franca nhớ lại lời miêu tả của Rentas về danh sách 6 người được vinh danh, đây là cấp bậc cao nhất dành cho thành viên nam giới của hội phước lành sao? Đại khái là như vậy. Lumen rất khó có thể đưa ra câu trả lời chính xác mà thuyết phục được. Lúc này, Franca lôi ra được một đống đồ vật, 2 cái bình nhỏ bằng kim loại, một cái ví tiền được làm bằng da, một ít thứ bột nhão dùng để đắp lên mặt để thay đổi đường nét, một vài miếng da mỏng có màu sắc gần giống với vài loại da của con người, bút kẻ lông mày và một số dụng cụ hóa trang. Cậu ngửi, xem là cái gì? Franca ném 2 cái bình nhỏ bằng kim loại kia cho Lumen. Lumen phân biệt một chút là có thể đưa ra đáp án, một bình chứa khí mà cô vừa ngửi, bình còn lại chắc là chứa thuốc mê. Đây có vẻ là vật dụng cố định mà các tín đồ của dục vọng mẫu thụ luôn mang theo bên người.
là mùi muối ngửi thần bí đó sao? Franca hơi trầm ngâm một chút rồi nói, cậu đã có một bình rồi, cũng dùng không hết, đưa bình đó cho tôi đi, bình thuốc mê cho cậu, còn đạo cụ hóa trang và tiền trong ví, cậu tự chọn đi. Để lại cho tôi thứ mà cậu không muốn, mẹ kiếp, tên quỷ nghèo kiết xác này, đừng nói đến đặc tính phi phàm hay vật phẩm thần kỳ gì đó, ngay cả chút nguyên liệu, phù chú hay vũ khí hắn cũng không có. Bình thuốc mê và bình có mùi muối ngửi thần bí kia dùng khá hiệu quả đấy. Chẳng qua Lumen đã thu hoạch được đặc tính phi phàm của Hemaite nên cũng không quá để ý đến nó cho lắm. Franca lục soát khắp người Rentas, ngay cả đũng quần và lòng bàn chân cũng không buông tha, nhưng không thể tìm thấy bất cứ đồ vật gì khác. Cô lấy một chiếc túi vải đã được gấp gọn, mở nó ra, nhét đống đồ thu hoạch được vào túi rồi nói với Lumen, trở về rồi chia. Nói xong, cô đứng dậy nhìn về phía Charlie vẫn còn đang chìm trong trạng thái hoảng sợ, đăm chiêm suy nghĩ một chút rồi lẩm bẩm nói, hắn nhìn thấy chúng ta chiến đấu với Rentas, nên xử lý như thế nào đây? Hai chân Charlie mềm nhũn ra, hắn cố gắng dựa bám vào Lumen để giữ thăng bằng, khớp hàm răng run bần bật, lắp bắp nói, tôi sẽ không bán đứng hai người đâu. Không đợi Lumen mở miệng, Franca thở dài nói, bỏ đi, vẫn nên để cho người phi phàm phía chính phủ xử lý. Cố tình khơi gợi đề tài, lại nhanh chóng đưa ra kết luận là sợ mình giết Charlie để diệt khẩu sao. Lúc này Lumen đã thoát khỏi dục vọng muốn biểu diễn và đã hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh và lý trí. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói, tôi có biện pháp khác. Charlie vừa không cần đến giáo đường xanh Robert để tìm kiếm sự che chở, mà thời gian tới hắn cũng không cần phải lo lắng Susanna Matisse tới tìm hắn. Cậu nghĩ ngay tới thuật đổi vận của mình. Lúc trước không sử dụng là bởi vì Susanna Matisse vẫn chưa tới quấy rầy Charlie, không có vận mệnh tương ứng để chuyển. Nhưng hiện tại, Susanna Matisse đã gần hồi phục mà Charlie sẽ là mục tiêu đầu tiên của cô ta. Vận thế đã thay đổi và xuất hiện tai họa đổ máu có nguy hiểm đến tính mạng, vừa lúc có thể sử dụng thuật đổi vận này. Đến lúc đó, Lumen chỉ cần chuyển tai họa đổ máu kia lên một đồng tiền vàng, lại tặng cho Eve thật để cho người một nhà bọn họ tự đánh nhau. Đương nhiên, thuật này khác với thuật thay thế và trao đổi vận mệnh của Thủy Ngân Đọa Lạc, nó chỉ có thể di rời tai họa đổ máu trong một khoảng thời gian nhất định. Nói cách khác, trong vài ngày tới Charlie thật sự sẽ không bị Susanna Matisse tấn công, nhưng sau vài ngày đó, trừ khi Susanna Matisse bị thanh trừ hoàn toàn hoặc là mất trí nhớ, nếu không mối đe dọa từ thế giới bên ngoài này vẫn sẽ đến. Nhưng ngày mai phía chính phủ sẽ bắt đầu hành động, hơn nữa lần này bọn họ còn có đủ tin tức tình báo hỗ trợ. Lúc Lumen phát hiện ra vận thế của Charlie có vấn đề, cậu đã không làm điều này là bởi vì cậu có thể thay đổi được vận may của Charlie nhưng không thay đổi được vận may của chính mình. Susanna vẫn có thể tập kích cậu, xúi dục Charlie phản bội lại kẻ thù của cô ta, cho nên cách đơn giản nhất là tự hóa trang và đốc thúc Charlie đi tới giáo đường mặt trời vĩnh hằng và dành ra được nhiều thời gian để đề phòng Susanna Matisse. Mà hiện tại, bọn họ đã xác định được Susanna Matisse cần 2 ngày nữa mới có thể khôi phục hoàn toàn. Thật sao? Hai mắt của Charlie sáng lên. Lumen cười hỏi ngược lại, anh tin tưởng tôi hay là không tin tôi? Charlie lúng túng trả lời, cũng, tin tưởng. Cậu chỉ hay trêu đùa một vài việc nhỏ thôi. Franca tò mò hỏi, biện pháp gì? Biện pháp này cần cô phải tránh đi. Lumen thầm lẩm bẩm một câu, trong lòng cũng tự phân tích tình hình cụ thể. Hiện tại nếu muốn xoay chuyện vận thế cho Charlie, mình chắc chắn không thể tự khẩn cầu chính mình được, chỉ có thể lợi dụng sức mạnh phong ấn bên trong cơ thể mình. Đợi lát nữa, Charlie phải chịu chút uất ức rồi, mình sẽ làm cho hắn hôn mê, không thể để lộ chuyện trong người mình có ô nhiễm và việc mình khẩn cầu sự trợ giúp của tà thần được. Ngay lúc Lumen định bảo Charlie đi theo mình và cũng sẵn sàng chuẩn bị đánh ngất hắn, thì trong đầu lại nảy ra một suy nghĩ, lợi dụng sức mạnh phong ấn bên trong cơ thể mình, có tính là sử dụng Thermiporous không? Mình có cần viết thư cho tiểu thư ma thuật sư để xin lời khuyên không? Lần vận chuyển vận xui xẻo của người đàn ông vô gia cư kia hoàn toàn không liên quan gì đến thần bí học và siêu phàm. Sức mạnh mà nghi thức đó rút ra cũng không nhiều nhưng lần này có thể sẽ phải chiến đấu với ác linh có sức mạnh tương đương với danh sách 5 ở tế đàn tà thần. Nên khẳng định phải rút sức mạnh nhiều hơn lần trước gấp nhiều lần. Đến lúc đó, chuyện gì sẽ xảy ra? Kể từ lúc vận thế của Charlie thay đổi đến bây giờ, đã xảy ra đủ loại chuyện cấp bách, thời gian cũng rất đúng lúc. Giống như cố tình chế tạo một cơ hội vậy,
hơn nữa còn không để cho mình có thời gian nghiêm túc cân nhắc vấn đề này. Nếu không phải mình mới viết thư cho tiểu thư ma thuật sư và được cô ấy nhắc nhở, chỉ sợ lúc này đã bắt đầu đổi vận thế cho Charlie rồi. Thấy Lumen ngẩn người một lúc lâu mà không làm bất kỳ động tác nào, Franca mới dò hỏi, có chuyện gì sao? Lumen lập tức định thần lại, cân nhắc một chút rồi nói, tôi vừa phát hiện ra, khâu chuẩn bị của phương pháp này dường như có sai sót khá nghiêm trọng. À, Charlie chỉ phát ra một tiếng ngắn ngủi, hắn lại rơi vào trạng thái vừa thất vọng vừa lo lắng. Franca suy nghĩ vài giây, nói, tôi cũng có một biện pháp. Charlie sẽ không đến giáo đường Saint Robert mà đi theo chúng ta trở về phố Wycote. Chỉ cần chúng ta có thể chống đỡ qua đêm này thì ngày mai sẽ không có chuyện gì nữa. Cậu thử nghĩ mà xem, ban đầu chúng ta cũng đã tính toán sẽ chiến đấu với Susanna Matisse, nhưng còn 2 ngày nữa cô ta mới có thể rời khỏi tế đàn. Đêm này cho dù có người tấn công chúng ta, cùng lắm cũng chỉ có Maipu Meyer và đám thuộc hạ của hắn. Cho dù hắn mời những thành viên cốt lõi khác của hội phước lành đến, chỉ cần không bằng Susanna Matisse ở trong tế đàn kia thì chúng ta vẫn chắc chắn có thể chống đỡ được đến hừng đông. Thật sự nếu không chống đỡ nổi, chúng ta còn có thể làm cho khuấy cho chuyện này thật lớn để kéo sự chú ý của người phi phàm phía chính phủ tới. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thừa dịp hỗn loạn mà trốn thoát, rời khỏi khu chợ. Đấy là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, còn nếu Charlie đến giáo đường Saint Robert, hiện tại chúng ta phải nghĩ luôn đến việc rời đi, hơn nữa, chúng ta cũng vẫn có thể bị tập kích. Lumen suy nghĩ vài giây, cảm thấy phương pháp này khá khả thi. Cậu gật đầu nói, tôi không có ý kiến. Sau đó, cậu quay sang nhìn Charlie. Charlie cũng vội vàng đáp lại, tôi cũng không có ý kiến. Hắn vẫn rất tin tưởng Charlie và Franca. Lumen lại một lần nữa tập trung tinh thần, quan sát vận thế của Charlie. Cậu khá ngạc nhiên khi phát hiện ra, tai họa đổ máu của Charlie rõ ràng đã yếu hớt rất nhiều, hơn nữa còn có dấu hiệu chuyển biến tốt. Điều này chứng tỏ vận xui xẻo thực sự của Charlie liên quan đến nghi thức đổi vận sao. Ngay khi mình từ bỏ ý tưởng kia, thì vận mệnh của hắn cũng thay đổi. Tuy hiện tại vẫn còn tai họa đổ máu nhưng không còn nghiêm trọng như lúc trước nữa. Tên Termi Poros chết tiệt. Lumen nháy mắt hiểu rõ nguyên do trong chuyện này, cậu không nhịn được thầm mắng một câu. Chương 214, gặp phải. Mắng Termi Poros xong, Lumen thấy Franca buộc miệng túi vải đựng chiến lợi phẩm lại, rồi treo trên người. Cậu chợt nhớ tới một trong những loại năng lực của quỷ keo kiệt, vội mở miệng nhắc nhở, cô không sợ quỷ keo kiệt lần ra dấu vết của chúng ta dựa vào đồ vật bị mất sao. Lúc cậu nói chuyện về rạp hát Opinion Kids với Franca, cậu cũng đã nhắc tới chuyện đám tín đồ tà thần kia dường như có thể cảm ứng được vị trí của đồ vật của mình bị mất. Không giống với trường hợp tên biến thái Hesse hành động một mình, lần này Rentas lại đang trong quá trình chấp hành nhiệm vụ. Trên người hắn chắc chắn sẽ có thứ gì đó để Maipu Meyer có thể xác định được vị trí của hắn và kẻ phá hoại sau khi hắn gặp chuyện ngoài ý muốn. Franca cười lạnh một tiếng, loại năng lực này chắc chắn có hạn chế không gian và thời gian. Đợi đám người của rạp hát Opinion Kids kia phát hiện ra Rentas mất tích thì bọn họ rất khó khóa được vị trí của chúng ta. Hơn nữa, có Charlie ở đây, chỉ cần bọn họ muốn thôi cũng đều có thừa cách để tìm ra chúng ta, mang mấy thứ này theo hay không cũng giống nhau cả thôi. Charlie tương đương với đồ vật mà Susanna Matisse làm mất, không, người tình mà cô ta đánh mất. Charlie mơ mơ màng màng nghe Charlie và giày đỏ nói chuyện nhưng không rõ bọn họ trao đổi cái gì. Mãi cho đến khi tên của hắn xuất hiện trong câu nói của Franca thì hắn mới đại khái hiểu ra tình cảnh hiện tại của mình. Hắn đau khổ nói, tôi và cô ta không phải người tình của nhau. Hết cách rồi, cô ta quá mạnh, cô ta có thể đơn phương cho là như thế. Franca an ủi Charlie một câu rất không có thành ý. Lumen bị lời nói của Franca thuyết phục. Cũng không rối rắm về năng lực của quỷ keo kiệt nữa mà rút con dao bạc dùng cho nghi thức ra, rồi nhanh chóng xử lý miệng vết thương. Sau đó, cậu khom lưng, nắm lấy thi thể của Rentas, kéo nó đến trước đống đá vụn chặn trước cửa hang động rỗng, rồi nhét thi thể của diễn viên này vào cái lỗ mà hắn tự đào ra. Phản ứng đầu tiên của Charlie khi nhìn thấy cảnh tượng này chính là khiếp sợ, trong lòng thầm cảm thán Charlie không hổ danh là người giết chết thủ lĩnh của băng gai độc. Lại tiện thể chuyển ánh mắt nhìn sang áo sơ mi, áo gilet và quần dài, giày da mặc trên thi thể của Rentas. Nhìn chúng có vẻ còn rất mới, nếu lột hết ra, đem tới hiệu cầm đồ,
ít nhất cũng có thể đổi được 2 đồng FIL. Charlie há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nói gì. Franca gật đầu khen ngợi, không tệ, cậu cũng biết thu dọn hiện trường, khiến cho kẻ địch phát hiện ra bất thường muộn hơn. Bây giờ tôi đang sợ tính cách Maipu-Meyer quá cẩn thận, đợi đến qua nửa đêm vẫn chưa thấy Rentas trở về sẽ dẫn người đến nơi này tìm kiếm và phát hiện ra thi thể. Đến lúc đó, cho dù có xác định được thi thể của Rentas có bị thông linh hay không, hắn cũng có thể lựa chọn từ bỏ giáp hát Opinion Case, dẫn những thành viên còn lại của hội phước lành rời đi. Chà, có lẽ không cần đợi đến nửa đêm đâu, Susanna Matisse sẽ không thể chờ được Charlie mà thúc giục hắn thông qua phương thức liên lạc nào đó giữa bọn họ. Cứ như vậy, đợt tấn công tiếp theo của người phi phàm phía chính phủ sẽ lại rơi vào ngõ cụt và để lại mối họa ngầm. Franca chợt bồi thêm một câu, cũng may, hai ngày tới Susanna không thể rời khỏi tế đàn. Mà tế đàn cũng không thể tự mọc chân để chạy trốn được, người phi phàm phía chính phủ ít nhất cũng có thể giải quyết được vấn đề của Charlie. Cũng chưa chắc. Lumen phản bác lại, tế đàn của tà thần không thể dùng logic bình thường để suy đoán được, giống như tôi từ trước tới nay vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện đàn ông cũng có thể sinh con đấy thôi. Hả? Charlie càng nghe càng không hiểu. Hắn nghe rất rõ mỗi câu mỗi từ đơn mà Charlie và giày đỏ nói ra, nhưng tổ hợp lại thì vẫn không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Franca im lặng 2 giây, sau đó nghiêm túc gật đầu, cũng đúng, bản thể của tế đàn. Khả năng cao là gốc cây khổng lồ kia, mà gốc cây đó rất có thể có sinh mệnh. Đến lúc đó, nó có thể tự nhổ mình lên khỏi mặt đất, biến thành một người cây, cõng theo Susanna bỏ trốn. Nói tới đây, Franca vỗ hai tay nói, đúng vậy, quỷ cây, không có cây thì làm sao gọi là quỷ cây được. Lumen cảm thấy suy đoán của Franca ở mức độ nào đó khá gần với sự thật. Cậu nhớ rõ lúc cậu đeo mắt kính nhìn trộm bí ẩn ở khách sạn Kim Kê, cậu nhìn thấy một bộ rễ màu nâu xen lẫn xanh lục khổng lồ ở bên dưới lòng đất. Những nhánh rễ của nó đâm xuyên qua bùn đất kéo dài ra bốn phương tám hướng. Mà cái gốc cây có tế đàn của Susanna Matisse kia nói không chừng chỉ là một phần kéo dài của bộ rễ kia. Một khi gặp phải nguy hiểm, nó chỉ cần rút trở về là được. Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng thay đổi, Lumen bỏ qua cái lỗ trên đống đá vụn chặn cửa hang động, đẩy thi thể của Rentas ra ngoài. Sau đó, cậu lại bò ra ngoài, xách đèn đất đèn lên, cầm theo đèn bão của kẻ địch, quan sát kết cấu của đỉnh đường hầm và vách đá xung quanh, bàn tay liên tục vỗ vỗ, đấm đấm các vị trí khác nhau. Cậu đang làm gì vậy? Franca đang muốn nhanh chóng rời khỏi thế giới ngầm dưới lòng đất Chair, thấy vậy thì nghi hoặc hỏi. Lumen bình tĩnh nói, tôi đang tìm một vị trí thích hợp để chôn thuốc nổ, để hoàn toàn chôn vùi cỗ thi thể này. Hơn nữa còn không được tạo ra động tĩnh quá lớn khiến cho Susanna Matisse ở sâu dưới lòng đất và Maipu-Meyer ở giáp hát Opinion Case trên mặt đất phát hiện ra. Đồng thời, còn phải đảm bảo không được làm sập hầm, kéo theo những ngôi nhà phía trên mặt đất bị sụp đổ. Có thể thấy được, sau khi đào thông mỏ đá ngầm với các loại đường hầm và cống thoát nước, công nhân của thành phố đã tiến hành gia cố và định kỳ tu sửa hệ thống ngầm dưới lòng đất. Cho nên một vụ sụt lún nhỏ dưới lòng đất hoàn toàn không ảnh hưởng tới sự an toàn của những người sống trên mặt đất. Nhờ vào năng lực của thợ săn, Lumen nhanh chóng tìm được một hốc nhỏ bên cạnh một cái ao trũng, cậu chôn bó mìn xuống vị trí đó. Đáng tiếc, không có dụng cụ và nguyên liệu thích hợp, nếu không tôi có thể chế tạo một ngòi nổ được kích hoạt bằng thi thể này. Đợi đám người Maipu-Meyer tìm thấy thi thể, trong lúc kích động, bọn chúng cố gắng nhấc thi thể lên và bùm một tiếng. Lumen vừa ngồi xổm chôn bó mìn vừa tiếc nuối nói. Từ lúc uống liều ma dược đầu tiên đến giờ, cậu vẫn chưa có cơ hội thực hành bẫy mìn của thợ săn, phô diễn tính thẩm mỹ bùng nổ của bản thân. Charlie nghe đối phương nói vậy thì trái tim không khỏi nhảy loạn, hắn lại một lần nữa cảm thán Charlie thật không hổ danh là thủ lĩnh băng đảng xã hội đen nổi danh nhất thời gian gần đây. Đúng là thợ săn. Franca khen ngợi một câu. Lumen rút diêm ra, châm kíp nổ. Sau đó, cậu đứng dậy, không nhanh không chậm đi về phía Franca và Charlie, lúc đi ngang. Qua đống đá vụn kia, cậu còn tiện tay ném chiếc đèn bão vào trong cái lỗ trên đống đá. Này, này, này! Charlie thấy kíp nổ sắp cháy tới điểm cuối thì khẩn cấp nhắc nhở Lumen. Các bó cơ trên chân hắn, trên cơ thể hắn cũng căng chặt, chuẩn bị bổ nhào ra phía sau vách đá ở bên cạnh để né vụ nổ. Lumen mặc áo vest lịch sự và quần dài may bằng vải bạt vừa mới bước tới vị trí cách bề mặt cái hốc kia khoảng 7-8 thước,
thì sau lưng cậu phát ra tiếng nổ mạnh. Cả đường hầm khẽ rung lên, vách đá hai bên rầm rầm đổ xuống, ngay cả cái lỗ trên đống đá vụn cũng bị vùi lấp hơn phần nửa. Ánh sáng chợt lóe lên, đá vụn bắn tung tóe, nhưng đều không bay về phía Lumen, chỉ ảnh hưởng đến đoạn đường hầm cách sau lưng cậu 2-3 thước và ở những hướng khác. Lumen không quay đầu, cũng không tránh né. Flanka dựng thẳng ngón tay cái lên, chậc một tiếng, nói, đi thôi. Nói xong, cô nhẹ nhàng xoay người, đi về lối dẫn lên mặt đất Chire. Sau lưng cô, từng đốm lửa màu đen lặng lẽ bay lên, thiêu rụi vết máu trên mặt đất trong không khí và những vật bị nhuốm màu đỏ trắng. Ánh mắt của Charlie cứ như vậy nhìn thẳng tháp, giống như rơi vào một cảnh ảo giác trong giấc mộng. Mãi cho đến khi Lumen vỗ vỗ lên vai hắn một cái, hắn mới định thần lại vội vàng đuổi theo. Trên đường trở lại mặt đất, Flanka cười nói, ngày mai, chúng ta chỉ cần nhìn vào tình cảnh của Charlie là có thể biết Susanna, Matisse và tế đàn kia có bị thanh trừ hoàn toàn hay không. Để xem Susanna, Matisse có tới tìm anh hay không. Lumen cầm đèn đất đèn, cố ý nói một câu dọa Charlie. Nếu đúng như dự đoán, Flanka chắc chắn phải nói là 2 ngày sau mà không phải là ngày mai. Charlie sợ run cả người, lắp bắp hỏi, sao, cô thấy thế nào? Flanka khẽ cười nói, nếu người phi phàm phía chính phủ không tới tìm anh, điều đó chứng minh anh đã thực sự thoát khỏi ác mộng mang tên Susanna Matisse kia. Còn nếu bọn họ cố ý tới tìm anh, cung cấp cho anh một công việc rất tốt, vậy chúc mừng anh, hy vọng anh sẽ được khiêu vũ với nguy hiểm. Cái gì? Ý cô là gì? Charlie không hiểu. Flanka cũng không giải thích, chỉ hỏi lại một câu, nếu cho anh làm cảnh sát mỏ đá với mức tiền lương là 300 đồng FIL, nhưng mỗi ngày đều có thể đối mặt với đám người buôn lậu, nhóm thám hiểm hang động và thợ săn tiền thưởng, và có thể phải hy sinh, anh có đồng ý làm không? Chắc chắn tôi sẽ đồng ý. Charlie bật thốt lên một câu. Nghề cảnh sát mỏ đá tuy nguy hiểm nhưng đa số bọn họ đều còn sống. Nếu Susanna Matisse không hoàn toàn bị thanh trừ, người phi phàm phía chính phủ sẽ cung cấp cho Charlie một công việc mà bọn họ dễ dàng bảo vệ hơn, mà tiền lương của công việc này thường không thấp. Lumen đại khái hiểu được ý tứ của Flanka. Ba người ra khỏi thế giới ngầm bên dưới lòng đất của Chire, rẽ vào một con hẻm nhỏ, vượt qua chướng ngại vật trên đường phố, đi ra khỏi một con hẻm không người, trở về căn hộ của Flanka ở số 6 ở phố Wycott. Flanka kéo mũ trùm đầu xuống, ném túi vải đựng chiến lợi phẩm xuống bên cạnh bàn trà, nằm lên ghế bành, hất cằm chỉ về phía ghế sofa ở đối diện. Tiếp theo, chúng ta sẽ chờ đến hừng đông. Sau khi Lumen và Charlie lần lượt ngồi xuống, bên trong phòng khách trở nên cực kỳ im lặng. Điều này khiến cho Charlie không được tự nhiên, hắn liếc mắt nhìn Charlie một cái, hỏi, cậu có năng lực thần kỳ sao? Nếu không có thì tôi dựa vào cái gì để giết chết Margot, A.I.T.E. và trở thành người bảo kê cho vũ trường Breeze và khách sạn Kim Kê đây? Lumen bật cười nói, cũng đúng. Charlie suy nghĩ rồi cảm thấy đáp án này càng khiến cho hắn dễ chấp nhận hơn. Ba người câu được câu trăng trò chuyện qua lại, kim dài kim ngắn của chiếc đồng hồ treo tường dần chỉ về hướng 0 giờ. Bóng đêm bên ngoài cửa sổ vẫn rất yên lặng. Lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, đi từ dưới lên trên, rồi nhanh chóng tới gần cửa. Là Jenna. Tôi quên đêm nay cô ấy sẽ tới đây. Flanka ngồi dậy. Cô nhìn Lumen lại nhìn Charlie, do dự mấy giây, rồi nhắm mắt lại, chờ Jenna tự mở cửa. Trong tiếng mở cửa lạch cạch, Jenna mặc áo vest màu trắng và chân váy trắng bồng bềnh rút chìa khóa dự phòng ra, đi vào bên trong căn hộ. Cô liếc mắt một cái là thấy Lumen, sau đó lại phát hiện ra Charlie cũng đang ở đây. Mọi người, đây là, đang làm gì vậy? Jenna cũng không che giấu nghi hoặc của mình, ánh mắt không ngừng di chuyển từ Lumen tới Charlie, rồi lại nhìn Flanka. Flanka cười nói, bởi vì quá nhàm chán nên bọn chị dự định sẽ chơi trò chiến đấu với tà ác. Em có muốn chơi không? Chị đang có 2 bộ bài đây. Jenna nghi hoặc nhìn chằm chằm vài giây, cảm giác có lẽ Flanka không muốn làm trò giải thích nguyên nhân thật sự trước mặt Charlie. Vì thế, cô chỉ vào phòng ngủ dành cho khách. Mẹ kiếp, muộn thế này rồi còn chơi bài gì nữa? Ngày mai tôi còn bận đến đêm muộn, bây giờ tôi phải đi ngủ đây. Cô vẫy tay với Lumen và Charlie, sau đó xoay người đi vào phòng ngủ dành cho khách. Lumen quay sang nhìn Flanka, thản nhiên hỏi, sao cô không nói cho cô ấy biết chúng ta đang làm cái gì? Jenna cũng được coi là nạn nhân của Opinion Case.
cô ấy thiếu chút nữa bị tên biến thái Hesse cường bạo. Franca hơi sửng sốt một chút, đúng vậy, tại sao tôi không nói thẳng ra nhỉ? Chuyện này có gì mà phải giấu giếm? Cô nhìn cánh cửa phòng ngủ dành cho khách đang đóng chặt, tính toán lát nữa sẽ nói chân tướng cho Jenna biết. Lumen thuận miệng hỏi, bình thường Jenna bận lắm sao, cô ấy bận việc gì vậy? Cậu không biết sao? Nét mặt của Franca dần lộ vẻ vui sướng và đắc ý, cô ấy đang học diễn xuất ở một rạp hát kịch. Ôi, bây giờ không còn giống như trước kia nữa, tôi nghe nói trước kia chỉ cần ký hợp đồng dài hạn là có thể học diễn xuất miễn phí. Còn được bao ăn bao ở, hiện tại không những phải đóng học phí mà còn phải tự gánh vác tất cả các khoản chi tiêu khác. Nói xong, sắc mặt của cả Frank và Lumen đều trở nên nghiêm trọng. Lumen nhíu mày hỏi, cô ấy học diễn xuất ở rạp hát nào? Tôi không hỏi. Franca cũng cố nghĩ lại, cuối cùng nhỏ giọng trả lời. Lúc này, Jenna mở cửa phòng ngủ dành cho khách ra, tay ôm một đống đồ, chuẩn bị đi vào phòng tắm. Em học diễn xuất ở rạp hát nào? Franca đứng dậy hỏi. Jenna nghi hoặc hỏi ngược lại, chị hỏi việc này làm gì? Trước kia chị cũng không tò mò như thế. Thấy cả Lumen và Charlie đều nhìn mình, cô nhịn không được mắng một câu, mẹ kiếp, các anh nhìn tôi làm gì vậy? Chó chết, tôi ở rạp hát nào thì liên quan gì đến mấy người? Sau khi phát hiện ra vẻ mặt của Franca và Lumen đều rất nghiêm túc, cô mới do dự một chút, rồi than thở nói, mẹ kiếp, chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm cả. Tôi ở rạp hát Opinion Case. Các bạn đang nghe chuyện quỷ bí 2, Túc Mệnh Trì Hoàn của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 215, Jenna lo lắng. Jenna vừa nói xong chỗ mà mình học biểu diễn, thì cảm giác phòng khách chợt trở nên cực kỳ yên tĩnh. Mặc kệ là Franca hay là Lumen, ánh mắt nhìn về phía mình đều nhiều thêm chút ý tứ hàm xúc nói không rõ thành lời. Người phục vụ gọi là Charlie kia lại không khống chế được vẻ mặt biến hóa cùng phản ứng thân thể, rõ ràng rụt lui về phía sau, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Có vấn đề gì sao? Jenna không quá tự tin hỏi. Lúc này, Lumen lấy ra một đồng Louis vàng, búng về bên chân Jenna, ánh mắt thì nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của cô, bao gồm thay đổi rất nhỏ của ánh mắt. Cái đệch, anh có ý gì? Jenna mờ mịt cúi đầu nhìn đồng Louis vàng, tức giận bừng bừng chất vấn Lumen. Lumen vẻ mặt khôi phục bình thường, nghiêng đầu đi, cười nói với Franca, không phải quỷ keo kiệt. Khẳng định. Franca vừa bực mình vừa buồn cười đáp lại, chúng ta thường xuyên chạm mặt, cô ta tuy tiết kiệm một chút, nhưng tuyệt đối không phải quỷ keo kiệt. Hơn nữa, cũng không biểu hiện ra tính chất đặc biệt của kẻ nghiện tình dục, hành động cũng không phải quá tốt. Nói đến một nửa, Franca không tự giác biểu hiện ra một chút tiếc nuối. Các người đến cùng là đang nói cái gì vậy? Jenna nghe mà không hiểu ra sao, tới mức quên cả nói bậy. Cô tới giải thích đi, Lumen nói với Franca. Franca đứng dậy, ý đồ để Jenna ngồi chung một cái ghế bành với mình, nhưng Jenna cảm thấy quá chật, lựa chọn sofa đơn, mang đống quần áo trong tay đặt ở trên đầu gối. Cô còn nhớ biến thái gọi là Hesse kia không? Franca hơi thể hiện ra thất vọng ngồi trở lại ghế bành. Jenna không chút do dự trả lời, nhớ chứ, con mẹ nó, hắn chết rất thoải mái mà. Không thoải mái gì mấy. Lumen hồi tưởng lại thảm trạng ở thân dưới của Hesse, không tiếng động lẩm bẩm một câu. Franca coi đây là lời dẫn, tiếp tục nói về hội phước lành, nói về mấy danh sách thuộc tà thần dục vọng mẫu thụ, nói về quan hệ giữa hội phước lành cùng. Theo Pigeon House, nói về Eve thật, Leicester, Maipu Mayer cùng Susanna Matis các chuyện linh tinh. Jenna tri thức thần bí học đều có từ chỗ Franca càng nghe càng khiếp sợ, giống như được người mở ra cửa lớn thế giới mới. Thấy được phong cảnh hoàn toàn khác với dĩ vãng, phong cảnh thối rữa, dữ tợn, khủng bố, ghê tởm. Đợi cho Franca nói xong, cô bật thốt ra, biến thái kia có phải theo dõi tôi từ Theo Pigeon House hay không? Nếu Hesse là thành viên bên ngoài của hội phước lành, làm lính của quản lý sân khấu kịch Maipu Mayer, vậy hắn khẳng định sẽ thường xuyên bí ẩn ra vào Theo Pigeon House. Jenna hoài nghi, biến thái kia rất có khả năng thường xuyên nấp ở trong góc tối, quan sát những học viên nữ giống như mình. Có khả năng. Franca cũng thấy như vậy có thể giải thích biến thái Hesse kia vì sao không chọn khác ca sĩ nữ chợ đen khác,
mà thế nào cũng phải mạo hiểm làm hôn mê Jenna. Tuy Jenna bộ dạng quả thật không tệ, sau khi học kỹ xảo biểu diễn cùng kỹ thuật trang điểm một đoạn thời gian ở Theo Pigeon House, cũng từ từ có thể khống chế được thân phận ca sĩ chợ đen này để cho sức quyến rũ bản thân biểu hiện ra càng ngày càng nhiều. Nhưng cô dù sao còn chưa phải vu nữ, không có mị hoặc lớn như vậy, mà ca sĩ chợ đen lăn lộn ở trong khu chợ là phải ăn mặc càng lộ càng tốt, càng có thể dẫn động dục vọng của loại đàn ông này. Hơn nữa, những người nữ kia làm sao có được thân phận tình nhân giày đỏ này chứ? Jenna lập tức nhìn về phía Lumen, nghiến răng nghiến lợi nói, cậu vừa rồi hoài nghi tôi là tín đồ dục vọng mẫu thụ, cho nên lấy đồng Louis vàng thử tôi. Quá nhỏ nhen đi, thế nào cũng phải 10 đồng Louis vàng. Lumen cười một tiếng, tôi là bỗng nhiên nghĩ đến, biết cô tới nay, cô chưa từng ca ngợi vị chính thần nào. Tôi cho tới giờ cũng không biết tín ngưỡng của cô là mặt trời vĩnh hằng hay là thần hơi nước cùng máy móc, thực khả nghi mà. Jenna cười ha ha nói, tuyệt đại bộ phận thời điểm, tôi chạm mặt với anh, đều mặc đồ kiểu như giờ, trang kiểu theo kiểu khêu gợi, hát anh yêu. Anh hãy dùng tới những ngón tay của anh đi, tôi nếu ở loại trạng thái này ca ngợi mặt trời, tôi hoài nghi thần sẽ thiêu cháy tôi mất. Cô ta vừa nói, vừa chỉ về phía mảng lớn da thịt trắng như tuyết cùng khe ngực mê người đang để lộ ra. Không đợi Lumen đáp lại, cô lại chỉ Franca. Franca cũng chưa bao giờ ca ngợi vị thần linh nào, anh sao lại không nghi ngờ cô ta? Ai nói? Franca vẻ mặt trang nghiêm vẽ ở trước ngực thánh huy tam giác, hơi nước tại thượng. Kỹ xảo của cô thực tầm thường mà. Oso cũng như thế, bình thường cơ bản không đề cập tới tín ngưỡng, không mấy khi tham gia thánh lễ, thời điểm bị người nghi ngờ mới ca ngợi mặt trời. Lumen vẽ thánh huy tam giác theo, hơi nước tại thượng. Bị hành vi của họ lây nhiễm, Charlie theo bản năng mở ra hai tay, ca ngợi mặt trời. Cái này mang đến một trận lặng lẽ khó nói thành lời, tựa như ai cũng không biết nên tiếp tục đề tài này như thế nào. Cách vài giây, Lumen mới nói với Jenna, thì ra thân phận chân chính của cô là học đồ biểu diễn. Jenna nhất thời có chút đắc ý, khẽ nâng cằm nói, cho nên tôi có phải có tư cách đánh giá hành động của anh không? Còn nữa, tôi thật sự không phải cái kiểu nữ lưu manh thích nói tục như vậy, tôi chỉ là đang biểu diễn trạng thái của một ca sĩ nữ chợ đen nên có. Thế nào, có phải diễn thật sự giống không? Anh có phải hoàn toàn nhìn không ra vấn đề gì không? Khó trách tôi ngẫu nhiên sẽ cảm thấy cô có chút văn hóa. Lumen lấy phương thức trào phúng tiếp nhận cách nói của Jenna. Cái gì kêu có chút? Jenna tỏ vẻ không phục. Ánh mắt Charlie chuyển đến rời đi ở trên mặt hai người, sau đó nhịn không được nhìn về phía Franca ngồi ở trên ghế bành. Franca mím môi, nhìn Lumen cùng Jenna lấy phương thức tranh chấp để trao đổi. Lumen không đi để ý tới Jenna khoe khoang, chuyển nói, chúng ta tâm sự về Theo Pigeon House đi. Jenna hồi tưởng vài giây, đột nhiên giật mình bật thốt ra nói, cái đệch, học phí của tôi. Cô vừa dứt lời, liền thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, đều có chút cổ quái. Jenna vội vàng giải thích, các người không phải nói, Michael Mayer có khả năng dẫn theo thành viên hội phước lành chạy trốn sao? Vậy Theo Pigeon House không phải sẽ đóng cửa chứ? Cái con mẹ nó, cứt chó này đều là tà giáo đồ, tôi đã trả cả một năm học phí. Địch mợ nó chứ, tôi phải đi lấy lại cái đã. Chờ Jenna bình tĩnh một chút, Lumen co rút khóe miệng nói, cô không phải nói chửi thề là do biểu diễn ra à? Jenna đầu tiên là á khẩu không trả lời được, tiếp theo mạnh mẽ biện giải, tôi hiện tại là Jenna ca sĩ chợ đen. Tôi còn ở trong nhân vật này, còn chưa rút ra được. Thấy Lumen vẻ mặt không tin, Jenna thẹn quá thành giận, cái đệch, anh có hiểu không vậy? Cái này gọi là nhập diễn. Đúng đúng đúng. Franca phụ họa Jenna một câu, cố gắng rời đi đề tài. Theo Pigeon House có một số lớn người xem cố định, có rất nhiều diễn viên kịch không tệ. Cho dù quản lý sân khấu cùng 2-3 nhân vật chính chạy trốn, cũng sẽ không đóng cửa, nhiều lắm bởi vì tiền mặt bị lấy đi mà khó nhọc một đoạn thời gian thôi. Tôi nghĩ, sẽ có người nguyện ý tiếp nhận tài sản chất lượng tốt như vậy. À đúng rồi, người sở hữu toàn bộ Theo Pigeon House là ai? Jenna hồi ức một chút rồi nói, chính là bản thân Michael Mayer. Như vậy à, Lumen nhìn về phía Franca, Michael Mayer thật đã lẩn trốn, chúng ta có thể dùng giá rất thấp thu mua Theo Pigeon House. Không phải có rất nhiều vũ nữ, một ít ca sĩ bị Briner khống chế không muốn bán đi thân thể của mình sao? Để họ đi sân khấu kịch kiếm tiền đi.
vậy phải đối mặt với cạnh tranh kịch liệt. Franca có chút suy nghĩ đáp lại, thật nếu thành công, quả thật là một chiêu số, vấn đề này phải thuyết phục Briner thế nào đây? Ha ha, vẽ ra cho một cái bánh lớn, nói cho hắn, một ca sĩ, kiêm chức gái đứng đường có áp bức như thế nào, cũng chỉ có thể kiếm chút tiền như vậy, mà một diễn viên kịch nổi danh bị đảng Savoy chúng ta khống chế, có thể sẽ trả lại rất nhiều rất nhiều. Ánh mắt Charlie chuyển đến rời đi ở trên mặt Lumen cùng Franca, sau đó nhịn không được nhìn về phía Jenna đang ngồi ở trên sofa đơn. Trao đổi với Lumen một hồi, Franca nói đối Jenna, yên tâm, học phí của cô sẽ không mất không. Jenna nghe bọn họ thảo luận xong thở ra một hơi, lẩm bẩm một câu, học phí ở The Opinion House cũng rẻ giống gì. Franca kéo đề tài về quỹ đạo, cô đối với ấn tượng gì đối với những người trong The Opinion House, cảm thấy ai đáng để hoài nghi. Jenna một bên suy tư một bên nói, Maipu Mayer thích ở thời điểm chúng tôi học lớp biểu diễn đến quan sát, ánh mắt khá sắc bén, nhưng chưa từng quấy rầy ai, rất nhiều người nam không phải đều như vậy sao? Ừm, khả năng sẽ có học đồ lén phát triển quan hệ với ông ta, dù sao ông ta cũng là người sở hữu toàn bộ kiêm quản lý rạp hát này. Leicester biểu diễn thật sự rất tuyệt, là một trong những người chuyên nghiệp nhất xuất sắc nhất trong toàn bộ lớn biểu diễn này. Nhân vật mà ông ta diễn ở trong vở kịch, ai cũng đều giống như có sinh mệnh của bản thân, hoàn toàn không giống nhau. Nói tới đây Jenna rõ ràng có chút hâm mộ, tựa như muốn có được năng lực diễn viên, nhưng nhớ tới bộ dáng của biến thái Hessie, nhớ tới hiện trạng của Susanna Matisse, cô lại cảm thấy sợ hãi, không dám ảo tưởng. Eve mà mọi người nói tới kia, tôi không thấy qua nhiều, khả năng chỉ là sắp xếp thời điểm biểu diễn đi lên một chút mà thôi. Tôi cũng không quá quen với sắc lốt, khi tôi vào The Opinion House, cô ấy đã bắt đầu làm nữ nhân vật chính, nhưng cô ấy là tấm gương của tôi. Khả năng biểu diễn của cô ấy yếu hơn một ít so với Leicester, tôi không xác định cô ấy có phải diễn viên hay không, cái đẹp, cái này quá khó phán đoán đi. Jenna đã cố gắng khống chế hồi lâu, rốt cuộc vẫn bật ra một câu chửi. Thầy biểu diễn khác hẳn cũng không là diễn viên, bọn họ biểu diễn kém khá nhiều so với Leicester, bọn họ còn thường xuyên khen tôi, nói tôi có thiên phú biểu diễn, tuy so ra kém Leicester. So ra kém những người đã làm nữ nhân vật chính trước kia ở The Opinion House, nhưng có thể so sánh với Charlotte khi còn học tập Jenna nói tới đây, bỗng nhiên dừng lại. Sao vậy? Franca quan tâm hỏi. Ánh mắt Charlie chuyển đến rời đi ở trên mặt Franca cùng Jenna, sau đó nhịn không được nhìn về phía Charlie ngồi ở bên cạnh mình. Jenna nhíu mày nói, ngày mai người phi phàm chính phủ sẽ điều tra sâu hơn đối với The Opinion House, tôi phải làm gì đây? Cô là người phi phàm hoang dại, một thích khách. Bỏ qua The Opinion House, đi sân khấu kịch khác. Lumen thử đề nghị. Vấn đề tiền ngược lại là vấn đề không quan trọng nhất. Jenna khẽ hé môi, vẻ mặt có chút suy sụp. Nhưng tôi ở The Opinion House dùng là thân phận thật. Còn anh, trai với mẹ của tôi thì làm sao giờ? Chương 216, chỉ đạo biểu diễn. Lumen không xác định bản thân Jenna bị truy nã có thể sẽ ảnh hưởng tới người nhà hay không, đành phải nghiêng đầu, nhìn về phía Franca, xem cô ta có thể thông qua con đường của cô ta để nhóm người phi phàm chính phủ bỏ qua một học đồ biểu diễn nho nhỏ hay không. Franca không che giấu khó xử của mình, để người bạn già 007 kia hỗ trợ giấu giếm một chuyện thì không thành vấn đề. Nhưng muốn ông ta bảo hộ một ai đó ở trong lúc hành động thì nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện. Một là bản thân ông ta phải tham gia hành động, đồng thời vừa lúc phụ trách sắp xếp điều tra nhóm học đồ biểu diễn. Hai là ông ta nắm giữ tình báo đại khái của Jenna, có thể xác định đối tượng mình cần trợ giúp là ai. Mà Franca không cho rằng 007 sẽ vừa lúc như vậy mà ở tại khu chợ. Ông ta đa phần là truyền đi tình báo, khả năng trực tiếp phụ trách hành động cực kỳ thấp. Tôi có thể thử xem, nhưng khó đảm bảo sẽ hữu hiệu. Franca nhìn Jenna sầu lo, phải dùng cách nói nước đôi để trấn an cô ta. Jenna ừm một tiếng, sầu lo hơi giảm bớt, nhưng vẫn cố gắng suy nghĩ biện pháp giải quyết nào khác. Lumen ngẫm nghĩ, lấy giọng trào phúng nói, cô là một học đồ biểu diễn, lo lắng nhiều như vậy để làm gì? Người phi phàm chính phủ cho dù sẽ điều tra mỗi người trong The Opinion House, tinh lực phân phối lên từng người khẳng định cũng không nhiều, cô ngẫm lại. Cô mới đến khu chợ bao lâu, ngay cả học đồ biểu diễn cũng chưa có rõ ràng, cơ hội đứng bên cạnh phối hợp diễn còn chưa có, sao có khả năng tính là thành viên của hội phước lành chứ?
Đúng vậy, Franca phụ họa, ngoài thời gian học tập biểu diễn thì cô đều ở vũ trường quán ba ca hát kiếm tiền, xuất hiện cùng tín đồ tà giáo Theo Pigeon House là rất ít. Thuộc về bộ phận người hiềm nghi thấp nhất, cô chỉ cần mang chi tiết tình huống này nói cho người điều tra, tiếp sau nói không chừng cũng không cần phải xác nhận có năng lực siêu phàm hay không. Lumen cười tiếp lời, cho dù có, cũng chủ yếu xác định cô có phải tín ngưỡng dục vọng mẫu thụ hay không, có phải quỷ keo kiệt cùng kẻ nghiện tình dục hay không, mà cô khẳng định không phải. Đây là khu mù của tư duy của người phi phàm chính phủ khi điều tra, cô hoàn toàn có thể lợi dụng. Cô không phải nói mình biểu diễn rất tốt sao? Phát huy đi. Chờ mặt trời lên, cô đi giáo đường Thánh Robert cầu nguyện, kiếm một món trang sức có thể cho thấy thân phận tín đồ mặt trời vĩnh hằng của cô trở về. Đeo ở trên người, chờ vào Theo Pigeon House, mặc kệ người phi phàm chính phủ có đến hay không, cô cũng thường xuyên ca ngợi mặt trời. Đây là chuyện tín đồ tà thần rất ít làm, có thể hữu hiệu phân cách giữa cô với bọn họ. Người phi phàm chính phủ nếu chú ý tới chi tiết này, đại khái sẽ để cô vào danh sách có thể tín nhiệm. Jenna lắng nghe, đôi mắt dần dần sáng lên. Đúng vậy, một học đồ biểu diễn thành kính tín ngưỡng mặt trời vĩnh hằng, vừa gia nhập Theo Pigeon House mấy tháng không nhanh chuyển tin tà thần như vậy, chỉ cần điều tra đơn giản. Tôi chỉ cần dẫn đường bọn họ hướng về tín đồ tà thần, bọn họ đại khái sẽ không nghĩ tới tôi là vì gặp gỡ chuyện khác mà trở thành người phi phàm. Jenna càng nói càng kích động, thả xuống đống quần áo trên đầu gối, đứng lên. Cô khi thì bước đi thong thả, khi thì làm ra tư thế tay, giống như đang bắt chước biểu diễn một học đồ biểu diễn thành kính tín ngưỡng mặt trời vĩnh hằng. Cô gái, xem ra cô cũng không mấy thành kính tín ngưỡng mặt trời vĩnh hằng, bằng không cũng không cần phải tập luyện trước như vậy. Lumen chậc chậc lẩm bẩm một câu. Charlie ở bên cạnh nghe thì ngẩn ra, gái điếm Jenna cũng là người có được năng lực thần kỳ. Nơi này chỉ có mình là người bình thường mà thôi. Jenna biểu diễn một hồi đối với người phi phàm chính phủ ở trong tưởng tượng, trong lòng dần dần an tâm hơn chút. Franca yên tĩnh nhìn, ánh mắt lóe ra, trong đầu suy nghĩ ra hàng tá thứ linh tinh. Jenna với mình, nếu có năng lực danh sách diễn viên, vậy chẳng phải là người cosplay hoàn mỹ nhất sao? Diễn cái gì là giống cái đó, chậc chậc. Qua một hồi, Jenna bình phục xuống, cảnh giác nhìn về phía Charlie. Tôi nghe nói anh thích diễn thuyết ở trong quán bar, mang bí mật của người khác biến thành câu chuyện mà kể ra ngoài. Anh con mẹ nó, nếu mang chuyện tôi có được năng lực siêu phàm tiết lộ ra ngoài, tôi sẽ mang anh. Mang anh giao cho kẻ nghiện tình dục thích đồng tính, hắc hắc, anh hiện tại có thể tưởng tượng anh sẽ gặp phải cái gì. Charlie nhịn không được suy nghĩ một chút, dùng mình một cái, giơ tay phải lên nói, ca ngợi mặt trời, tôi lấy danh nghĩa của thần thề, tôi sẽ không mang bí mật của mấy người nói cho người khác. Tôi trước đó cũng chỉ nói cô thành tình nhân của Charlie. Charlie bỗng nhiên dừng lại, cảm giác không khí trong phòng khách lại lần nữa trở nên cổ quái. Lumen lặng yên nhún vai đối với Franca, tỏ vẻ cái này chỉ là lời đồn. Jenna thì cười nhạo một tiếng, anh sẽ không nói Franca gia nhập với tôi cùng Charlie, hợp thành nhóm threesome đó chứ? Không có. Charlie vội vàng lắc đầu. Cùng lúc đó, anh ta cảm thấy cách nói này cũng khá thú vị, là anh ta trước đó không nghĩ tới mà thôi. Jenna ngồi trở lại sofa đơn, tiếp tục nói những gì mình biết về Theo Pigeon House. Lumen cùng Franca thì một bên nghe, thường thường đưa ra câu hỏi, một bên phòng bị khả năng tập kích xảy ra. Trong lòng đất Chair, một bóng người cầm theo đèn bão, dọc theo lộ tuyến quen thuộc tìm kiếm cái gì đó. Hắn vóc dáng trung đẳng, mặc vest đuôi tôm màu đen thắt nơ, đầu đội mũ dạ tơ lụa cao nửa đầu, gương mặt vuông vắn, chân mày ngắn, ngũ quan sâu, xung quanh miệng để chòm râu rậm màu nâu nhạt. Ánh sáng từ đèn bão không ngừng chớp động ở trên mặt người này, làm cho hắn có vẻ cực kỳ âm trầm. Đi một hồi, bóng dáng nam này dừng bước, chân, đưa ánh mắt hướng về phía một nơi đất hơi nhô lên ở bên cạnh. Đôi mắt màu nâu sậm của người này nhìn chăm chú một hồi, cả người bỗng nhiên nằm úp sấp xuống, tứ chi chống đất, mũi hít hít. Mùi thuốc súng, mùi máu tươi. Bóng dáng đàn ông kia đứng lên, đi tới trước chỗ vùi lấp. Người này giống như cách tầng tầng đá vụn, thấy được thi thể rách nát kia. Phố Wycote đêm khuya yên tĩnh hơn rất nhiều so với phố Charles, trừ bỏ tiếng động do xe ngựa đi qua mang đến cùng ồn ào do đám tử quỷ đi về nhà chế tạo ra, bóng đêm giống như ngưng đọng lại. Nơi rất xa ngẫu nhiên truyền đến một tiếng súng, đâm phá loại yên tĩnh này, lại chợt bị đêm tối cùng ánh trăng nuốt hết. Đám người Lumen không có chuyện trò câu nào,
đều tự căng thẳng thần kinh, lo lắng trong bóng tối ngoài cửa sổ đột nhiên xông ra vài cái bóng. Thời gian thong thả trôi qua, đối với Charlie mà nói, cái này giống như chờ đợi phán quyết vậy, vừa bất an, lo âu, lại mang theo hy vọng. Rốt cuộc, phía chân trời phương xa nhiễm một tầng màu đỏ vàng, không bao lâu, đêm tối khắp nơi đều bị thiêu đốt lên, ở trong ánh sáng màu đỏ lộ ra màu lam. Hẳn là không có việc gì. Franca nằm ở trên ghế ngồi ngay ngắn lên. Lumen nhìn về phía Charlie, phát hiện vận thế người này không còn màu đỏ, trở nên bình thường, thậm chí có dấu hiệu phát tài. Nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng Susanna Matis đã chạy mất, Charlie sẽ có được một phần công tác đến từ chính phủ. Lumen thử đưa ra suy luận, gật gật đầu nói, chỉ có thể nói trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có việc gì. Trải qua lần này, cậu xác định một việc, đó chính là cho dù không cần thuật đổi vận, vận thế nhân loại cũng có khả năng thay đổi. Cậu cảm giác vận mệnh tương lai bị nhiều tầng nhân tố cùng quyết định, lựa chọn khác nhau có khả năng mang đến phát triển khác nhau. Lần Alstar Chun thấy huyết quang tai ương, Lumen nếu không đưa ra nhắc nhở mà đi theo hắn, cung cấp bảo hộ, vậy hắn thực có khả năng sẽ không bị thương. Đương nhiên, cái này cũng không đảm bảo là tình huống sẽ phát triển theo hướng tốt. Alstar Chun có lẽ sẽ bởi có Lumen bảo hộ nên bị cậu liên lụy, bị thủy quỷ khác kéo xuống đáy sông, mất đi sinh mệnh. Túc mệnh ý tứ là mặc kệ đương sự làm ra lựa chọn gì, vận mệnh nào đó đều sẽ đến. Lumen quay người lại tập trung tinh thần, nhìn về phía Jenna. Người ca sĩ chợ đen kiêm học đồ biểu diễn này vận thế không có gì đặc biệt, không có gặp gì, cũng không có nguy cơ. Cậu, nhìn tôi làm cái gì? Jenna tinh thần coi như không tệ, nhíu mày hỏi. Trải qua cả đêm thích ứng, ở dưới tình huống đáng chú ý, cô sẽ không thốt ra câu chửi thề. Lumen chỉ hốc mắt của mình, cô tính cứ như vậy đi theo Pigeon House. Đúng vậy, tôi còn chưa có tháo trang sức. Jenna đứng bật lên, ôm đóng quần áo chạy vào phòng tắm. Franca đứng lên theo, không chút cố kỵ hình tượng duỗi cái lưng mỏi. Cô liếc mắt nhìn phòng tắm. Một cái, đè thấp giọng nói với Lumen, biểu diễn mà cậu nói có tác dụng à? Sẽ. Lumen trả lời cực kỳ tự tin. Cậu trước đó còn chưa quá nắm chắc, nhưng sau khi nhìn vận thế Jenna hiện tại thì tương đối khẳng định. Franca lựa chọn tin tưởng Lumen, tôi cũng sẽ để ý một chút. Cô chợt cảm khái, ở trên lừa gạt người phi phàm chính phủ, kinh nghiệm của cậu cũng khá là phong phú, không hổ là. Cô dùng khẩu hình nói ra những từ phía sau, tội phạm truy nã. Không chỉ là lừa gạt người phi phàm chính phủ. Lumen không tiếng động nói thầm một câu, chỉ Charlie nói, tôi dẫn anh ta về khách sạn Kim Kê nghỉ ngơi. Miễn cho người phi phàm chính phủ tìm không thấy anh ta, Jenna thì giao cho cô. Nói tới cô ta thật như là tình nhân của cậu vậy, còn chuyên môn nhờ tôi chiếu cố nữa. Franca giọng hơi chua chua trả lại một câu. Chờ Jenna thay trang sức, đổi quần áo đi ra, Lumen cùng Charlie đã rời khỏi. Franca cũng mang những chuyện như tế đàn, diễn viên vân vân báo cáo cho 007. Jenna lúc này, vành mắt không hề giống như ám khói nữa, không còn má hồng cùng môi đỏ như lửa nữa, dung nhan thanh lệ, mang theo chút tiểu tụy. Jenna một bên buộc mái tóc dài nâu nhạt thành bím tóc, một bên nhìn ra cửa, cười hì hì nói với Franca, cô khi nào thì thịt xác ly vậy, không sợ lão đại phát hiện sao? Franca cười ra tiếng, hắn, quá tội lỗi, tôi không xuống tay được. Vì sao? Jenna tỏ vẻ không thể lý giải. Ở trong nhận thức của cô, điểm mấu chốt đạo đức của Franca cũng không có cao như vậy, Charlie trưởng thành về mặt sinh lý cũng đã mấy tháng rồi. Franca cân nhắc ngôn ngữ rồi nói, sau khi tôi tiếp xúc với cậu ta mới phát hiện, cậu ta là em trai một người thân của tôi. Có quan hệ huyết thống, Jenna tỏ vẻ lý giải. Lực chú ý của cô hoàn toàn không ở trên đó, vừa cột xong mái tóc liền chỉ cửa, tôi đi giáo đường Thánh Robert cầu nguyện. Tôi sẽ lén đi theo cô, phòng bị ngoài ý muốn. Franca lấy ra bột phấn lấp lánh ánh huỳnh quang, phối hợp chú văn để cho thân hình của mình biến mất. Mình khi nào thì mới có thể trở thành vu nữ đây? Jenna hâm mộ thu hồi ánh mắt, kéo cửa phòng đi ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện Quỷ Bí 2, Túc Mệnh Chi Hoàn của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 217, Công chứng. Giáo đường Thánh Robert ở gần trạm xe lửa hơi nước sắt
là tòa đường giám mục của Giáo hội Mặt trời Vĩnh hằng tại khu chợ Candy. Nó có đỉnh chóp hình củ hành thường thấy, mặt ngoài sơn thành màu vàng, tượng trưng cho mặt trời, phía dưới là một tòa kiến trúc nền trắng viền vàng cùng thánh huy mặt trời thật lớn. Nó còn có một tòa gác chuông, cũng dùng hình cầu màu vàng làm đỉnh. Nhìn thấy Jenna theo đám người cầu thần tiến vào giáo đường, Franca lựa chọn chờ đợi ở phụ cận. Cô không xác định giáo đường Mặt trời Vĩnh hằng có bố trí đặc thù, có thể làm cho ẩn thân của mình mất đi hiệu quả hay không, chỉ có thể cẩn thận một chút. Cũng giống như giáo đường khác của Giáo hội Mặt trời Vĩnh hằng, giáo đường Thánh Robert cũng lấy màu vàng làm nền, nơi nơi đều được khảm vàng lá. Cái này phối hợp kính thủy tinh màu hoa văn tươi sáng, bích họa tường lớn giăng kín những chỗ trống, lấy màu sắc lam, xanh, đỏ vân vân tạo nên hình tượng thánh giả cùng không gian rộng mở cao thâm, để cho mỗi một tín đồ đều có thể trực quan cảm nhận được thần thánh cùng rộng lớn, không tự chủ được cúi thấp đầu, trở nên thành kính. Jenna đi đến phía trước thánh đàn, lựa chọn hàng ghế thứ hai. Cô nhắm mắt lại, hơi cúi người về phía trước, cùng hai tay giao nhau, đặt ở trước ngực. Là một người đã nhận qua lễ rửa tội, từ nhỏ ra vào giáo đường Mặt trời Vĩnh hằng, cô tuy xưng không tới thành kính, nhưng đối với bộ lưu trình này là vô cùng quen thuộc, rất nhanh đã loại trừ tạp niệm, chuyên chú vào cầu nguyện. Trong tiếng giảng đạo của giám mục, thời gian đều giống như ngừng lại ở trong bầu không khí như vậy. Qua gần 15 phút, Jenna mở to mắt, yên tĩnh đứng dậy, đi về phía cái bàn dài ở một bên. Cái bàn này dài chừng 2-3 chục thước, trên bày những cây nến màu trắng cao chừng ngón tay, chúng nó ở dưới những ngọn đèn màu vàng khác nhau, lẳng lặng lay động ánh lửa. Mỗi một tín đồ khi muốn cảm tạ hoặc là ca ngợi vị thánh giả, thiên sứ nào đó, đều có thể ở chỗ nhân viên thần chức bên cạnh bàn dài mua một ngọn nến, điểm hỏa chúng rồi đặt ở chỗ trống dưới ngọn đèn. Jenna chăm chú nhìn những ánh nến nhẹ nhàng lay động vài giây, rồi rời tầm mắt về phía nhân viên thần chức khoác trường bào màu trắng viền vàng. Cô thấy một người đàn ông khá có danh tiếng đang mua nến. Người đàn ông nọ chừng 27-28 tuổi, tóc màu vàng trải vuốt thật sự chỉnh tề, phía trên có bôi chút phấn, ánh mắt còn xanh hơn cả hồ nước, nhưng tương đối nhỏ. Anh ta mặc áo sơ mi màu trắng, ghi lê màu vàng cùng áo vest màu lam có hai cúc áo màu vàng, giống kiểu đàn ông có chút thân phận của Chair, tồn tại dấu vết trang điểm rõ ràng. Đợi cho người đàn ông này cầm ngọn nến đi về phía chỗ trống, Jenna mới tới gần nhân viên thần chức khoác áo bào trắng viền vàng, mở ra hai tay nói, ca ngợi mặt trời. Ca ngợi mặt trời. Nhân viên thần chức kia đáp lại, thái độ ấm áp, nụ cười ấm áp. Jenna do dự 2 giây mới nói, tôi muốn một vòng cổ đã được chúc phúc. So với mua nến, đây là hành vi càng thành tín hơn, đương nhiên, cũng mắc tiền hơn. Nhân viên thần chức kia cười càng thêm thân thiết, tỉ muội, sợi này thế nào? Anh ta từ trong những ngọn nến màu trắng còn chưa bán được lấy ra một cái vòng cổ làm bằng vàng, móc thành chim mặt trời. Vị trí mắt chim mặt trời nọ còn được khảm 2 bảo thạch màu đỏ. Cũng giống với huynh đệ là 2 người nam cùng đức tin xưng hô với nhau, người giáo hội Mặt trời Vĩnh hằng thích gọi nữ tín đồ là tỉ muội, một số nữ tu sĩ, còn hợp thành cửu tỉ muội hội, là đồng minh với tiểu huynh đệ hội. Jenna trực giác tin tưởng cái này khẳng định rất mắc, giống như nghe thấy túi tiền của mình đang khóc vậy. Trải qua một hồi lựa chọn, cô cuối cùng mua một cái bùa hộ mệnh loại nhỏ tương đối mộc mạc chỉ có thánh huy mặt trời. Cái này cũng khiến cô chi ra 30 đồng FIL, làm cho cô đau lòng không thôi. Tuy cô ở trong giới ca sĩ chợ đen là kiếm có vẻ nhiều, nhưng cô bắt đầu hot cũng chỉ là chuyện 1 tháng này. Trước đó kiếm chỉ có thể giúp cô ở dưới tình huống không xin thêm tiền nhà thì có đủ tiền thuê nhà, lấp đầy bụng, mua quần áo biểu diễn cùng công cụ trang điểm vân vân. Cho dù cô hiện tại 1 tháng có thể thu vào gần 300 đồng FIL, hơn nữa còn là ở dưới tình huống kiêm chức, cô cũng không thấy kinh tế trở nên dư giả. Bởi vì cô còn phải đóng học phí, không để mẹ quan tâm, còn phải hỗ trợ một bộ phận gánh nặng nợ nần trong nhà. Sau khi đeo lá bùa hộ mệnh nọ, Jenna hít vào một hơi, rời khỏi giáo đường Thánh Robert, ở trước 9 giờ tiến vào nhà hát Theo Pigeon House. Phòng học của nhóm học viên diễn viên ở lầu 2, cô một đường đi tới, đi ngang qua văn phòng quản lý. Nơi đó cửa phòng nhắm chặt, Michael Mayer tựa như còn chưa tới sân khấu kịch. Thực chạy rồi, Jenna thu hồi tầm mắt, đi về phía trước. Không bao lâu, cô đi qua phòng nghỉ của diễn viên nữ chính đang hot là Charlotte Gavino. Nơi này cũng đang khóa cửa. Jenna thở hắt ra không tiếng động,
ưỡn ngực ngẩng đầu, đi vào phòng học. Cô đến hơi muộn, Gaspar, giáo viên lớp diễn xuất đầu tiên hôm nay đã đến, đang trả lời câu hỏi của một học viên. Đó là một người nam trung niên trầm ổn, nhưng ở trên sân khấu cũng có thể trở thành một công tử đào hoa. Chỗ sâu trong lòng đất Chai, một chỗ trống nơi nơi đều là nhánh cây, dây leo. Vị trí trung ương nơi này lõm xuống phía dưới, bùn đất hỗn độn, mơ hồ có thể thấy dấu vết ma sát không biết đi thông nơi nào. Angomise François đi theo Hồng Y giáo chủ đến đây, đứng ở rìa, vẻ mặt hơi có chút khó chịu nhìn tất cả ở trước mắt, chạm tới đám chuột sơ bẩn kia lại rời đi. Được Hồng Y giáo chủ ra hiệu, hắn từ đỉnh đầu người máy màu xám trắng đứng ở bên cạnh rút ra một cây trường kiếm vàng óng ánh giống như từ hào quang ngưng tụ mà thành thực thể. Trường kiếm nọ vừa cắm vào mặt đất, nhánh cây dây leo hoặc xanh đậm hoặc héo rũ kia toàn bộ đều thiêu đốt lên, nhưng không có khói đen toát ra. Theo vật che mắt này biến mất, bộ dáng chân chính của mặt đất, vách tường, đỉnh động hiện ra trong mắt ở đám người Angomi, hàng trăm đến cả ngàn con rắn trắng mịn lạnh như băng quấn cùng một chỗ. Điên cuồng giao phối, chuột màu xám không đếm được cắn xé lẫn nhau, nửa bước không lùi, đến chết mới thôi, đủ loại sâu bọ liều mạng ăn lá rụng cùng bùn đất, thẳng đến bản thân nổ tung. Sau khi phát hiện cảnh sát mặc thường phục lặng, yên phong tỏa nhà hát theo Pigeon House, Franca rời khỏi kiến trúc 3 tầng gạch đỏ này, trốn vào trong ngõ nhỏ bên cạnh, quan sát tình huống lầu 2. Lớp biểu diễn đầu tiên đã tiếp cận kết thúc, Jenna phát hiện Maipu Mayer bình thường thích qua lại ở cửa phòng học không có xuất hiện. Lúc này, đi vào vài cảnh sát mặc chế phục màu đen, cầm trong tay danh sách. Người cầm đầu hô ngừng giảng bài, nói với mọi người ở đây, Maipu Mayer bị chứng thực là tà giáo đồ gây tội ác, chúng tôi cần xác nhận tín ngưỡng của mọi người. Tiếng hít hơi vào, tiếng kinh hô theo đó vang lên, trường hợp nhất thời có chút hỗn loạn, yên tĩnh. Cảnh quan cầm đầu hô to một câu, tôi đọc đến tên thì qua đây, ký một phần giấy cam đoan, cái này sẽ từ thần chứng kiến, không ai có thể nói dối. Xác nhận tín ngưỡng, trái tim đã thót lên cổ họng của Jenna đã hạ xuống không ít. Giáo viên cùng nhóm học viên diễn viên ở đây từng người một tiến lên, lấy giấy cam đoan từ trong tay một cảnh sát, điền lên tín ngưỡng bản thân, ký tên tương ứng. Không bao lâu, Jenna nghe thấy tên mình, Cheria Bello. Cô bước chân trầm ổn đi qua, lấy một phần giấy cam đoan cùng một cây bút máy màu đỏ. Nội dung giấy cam đoan là, tôi hứa, cho đến hôm nay, tín ngưỡng của tôi vẫn như trước, chưa từng thay đổi. Có người hứa và công chứng viên. Jenna theo thứ tự điền vào hai dấu móc trước là mặt trời vĩnh hằng cùng Cheria Bello, mang giấy cam đoan cùng bút máy trả lại cho cảnh sát. Sau khi toàn bộ diễn viên cùng học viên đều ký giấy cam đoan xong, bọn họ được yêu cầu ở lại phòng học, phòng tập luyện vân vân, không được rời khỏi, chờ đợi thông báo tiếp sau. Trong văn phòng quản lý nguyên bản thuộc về Maipu Mayer, những tờ giấy chứng nhận đều được đưa đến nơi này. Vài người phi phàm lệ thuộc giáo hội mặt trời vĩnh hằng thay phiên cầm một cây bút máy như làm bằng vàng ròng, ở vị trí công chứng viên viết hai từ viết tắt đề. E. Này. Mực bọn họ dùng tựa như là màu đỏ, tươi sáng như máu. Mỗi một tờ giấy cam đoan sau khi được điền đầy đủ đều nổi lên một tầng hào quang vàng óng ánh, chợt quy về bình thường. Trong quá trình này, ngẫu nhiên sẽ có một tờ giấy cam đoan như vậy phát ra huyết quang dọa người, cái này thường thường sẽ đi kèm với tiếng kêu thảm thiết thê lương ở tầng trệt. Cho dù diễn viên cùng học viên nào đó dùng là tên giả, cũng là tên giả bọn hắn đã sử dụng một đoạn thời gian rất dài, được người xung quanh biết rõ, có liên hệ thần bí học tương ứng. Khách sạn Kim Kê, phòng 504, Charlie lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, cho dù anh ta đã cực kỳ mỏi mệt. Bỗng nhiên, anh ta nghe được tiếng đập cửa thùng thùng thùng. Ai? Charlie giống như chim bị dọa quá độ, ngồi bật dậy, cao giọng hỏi. Angomise François. Người ngoài cửa giọng nói trầm thấp, lại có một loại cảm giác ấm áp làm người ta tin phục. Charlie nháy mắt nhớ tới quý ngài đã thẩm vấn mình ở trong án bà Alice tử vong, vội xoay người, xuống giường, mở ra cửa phòng. Đứng ngoài cửa đúng là Angomi tóc vàng mi vàng râu vàng kia cùng Imze có huyết thống Nam Đại Lục, màu da hơi nâu cùng đôi môi dày. Ngài Angomi, có chuyện gì à? Charlie thật cẩn thận hỏi. Cùng lúc đó, trong đầu anh ta hiện lên một suy nghĩ, đây là người phi phàm chính phủ mà Charlie cùng giày đỏ nói. Angomi không lập tức trả lời, đi vào phòng Charlie, ra hiệu cho Imze đóng cửa gỗ lại. Ông ta nhìn quanh một vòng rồi nói, một tin tức xấu,
Susanna Matis còn chưa hoàn toàn tử vong, một đoạn thời gian trong tương lai, cô ta có khả năng tới tìm anh bất cứ lúc nào. Charlie không có che giấu thất vọng, đau đớn, mờ mịt cùng sợ hãi của mình, vậy phải làm sao giờ? Angomi nhẹ nhàng gật đầu, còn có một tin tức tốt, chúng ta tính cung cấp cho anh một phần công tác văn chức ở nội bộ chúng tôi, cái này có thể để chúng tôi bảo hộ anh tốt hơn. Mỗi tháng tiền lương là 320 đồng FIL, cùng điều khoản bồi thường giữ bí mật. 1-2 tháng đầu, anh cần nhận chương trình học cường hóa tiếng Intis tương ứng, thuộc về kỳ thực tập, chỉ có 200 đồng FIL, chờ anh thông qua khảo hạch là có thể chuyển chính thức. Anh có nguyện ý không? Chúng tôi không ép buộc anh nhận đề nghị này. Mỗi tháng 320 đồng FIL, còn có thể bảo hộ mình tốt hơn. Trong đầu Charlie chỉ còn lại hai câu nói này, cho rằng một người bình thường nào cũng không có khả năng cự tuyệt chuyện như vậy. Anh ta ngay cả công việc phục vụ mỗi tháng 80 đồng FIL cũng đã cảm thấy rất không tệ rồi. Anh ta nhớ lại ám chỉ của Lumen cùng Franca, vừa mừng vừa sợ hồi đáp, không thành vấn đề. Cửa sổ phòng 207, Lumen đứng ở phía trước bàn gỗ, nhìn Charlie đi theo hai người xa lạ đi về phía đường lớn khu chợ. Cậu tập trung tinh thần, quan sát vận thế của Charlie, không phát hiện có biến hóa gì. Cái này thuyết minh hai người nọ không phải diễn viên lấy hạt rẻ trong lò lửa. Ánh mắt Lumen theo đó rời về phía người nam tóc vàng kia, muốn nhìn một chút người phi phàm chính phủ sẽ có vận thế như thế nào. Đột nhiên, cậu có trực giác nguy hiểm mãnh liệt, co rụt mạnh thân thể lại, ngồi thụp xuống. Angomi chợt quay đầu, hơi nghi hoặc nhìn về phía một đám cửa sổ khách sạn Kim Kê. Ông ta cảm giác có người đang quan sát mình. Chương 218, hứa hẹn. Chờ Charlie cùng hai người phi phàm chính phủ kia rời khỏi phố Charles, Lumen ngồi trở lại bàn gỗ, tự trào phúng nói, sao lại quên mất, không nên nhìn là không được nhìn. Chẳng sợ vận thế cũng vậy, cậu trước đó cảm thấy quan sát vận thế là một chuyện cực kỳ bí mật, không quá khả năng bị người phát hiện. Vô luận Franca danh sách 7 hay là bọ cạp đen Roger tương đương với danh sách 7 cũng không nhận thấy được dị thường. Kết quả, người phi phàm chính phủ vừa rồi có phản ứng rõ ràng. Là danh sách của hắn cao hơn so với mình rất nhiều, hay là năng lực bản thân đặc thù, hoặc có được vật phẩm thần kỳ tương ứng, Lumen nhất thời khó có thể đưa ra phán. Đoán, cậu còn chưa quan sát qua người phi phàm cao hơn danh sách 7, khuyết thiếu đối tượng so sánh. Mặc kệ là đối mặt lão đại Gardner Maun hay là ngài ca, cậu đều tương đối cẩn thận, không quan sát vận thế của họ ở trước mặt họ. Sau khi ghi nhớ giáo huấn vừa rồi, Lumen không cần ngủ bù mà lật xem bút ký vu thuật của Oso. Ánh mặt trời càng ngày càng thịnh, cửa sổ là một mảng nắng, ngay cả phố Charles ồn ào cũng giống như biến thành một bức tranh vàng óng ánh. So với thủ đô Backlund, vương quốc Ruan, Chire luôn luôn dư thừa ánh mặt trời. Tuy cũng có ô nhiễm, nhưng bởi bố cục công nghiệp tương đối hợp lý, không ảnh hưởng đến cả tòa thành thị, chủ yếu tồn tại ở góc nhà xưởng phía nam. Thùng thùng thùng, lại có người gõ cửa phòng 207, nhưng lúc này đây, Lumen không nghe thấy tiếng bước chân nào. Cậu nhướng chân mày bên phải, thu hồi tờ giấy trên bàn, xoay người nhìn về phía cửa, vào đi, cửa không có khóa, cô giày đỏ. Kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, Franca mặc sơ mi nữ, quần dài trắng, giày đỏ đi vào. Cô hơi cảm thấy ngạc nhiên hỏi, cậu làm sao biết là tôi? Lời này hỏi sao giống với Jenna như đúc, mình nên nói cô ta không hổ là người dạy dỗ ra thích khách sao? Lumen có chút buồn cười đáp lại, bởi vì tôi có đầu óc. Nói ra điểm khác nhau, Franca ngồi xuống bên giường Lumen, cũng không bị khiêu khích chút nào. Lumen cười nói, có thể ở dưới tình huống tôi không hề phát hiện tới gần phòng của tôi, còn lễ phép gõ cửa, tôi thật sự không nghĩ ra là còn có ai. Đương nhiên đầu tiên bài trừ cô ma thuật sư, cô ta không chịu khó như vậy, có thể hồi âm đúng lúc là đã không tệ rồi. Lumen hơi suy tư, lại bồi thêm một câu, vấn đề chỗ Jenna đã được giải quyết. Franca hắc một tiếng, thằng nhóc xấu này, liệu sự như thần mà. Cô bày ra tư thái của một đại tỷ. Cái này là suy luận cực kỳ đơn giản. Lumen một bộ khinh thường giải thích, Jenna nếu không thoát khỏi nguy cơ tiềm tại, tụ kiếm cô nào có tâm tình tới tìm tôi. Franca cười gượng hai tiếng, tôi là nói, cậu thế mà có thể đoán được người phi phàm chính phủ chủ yếu là điều tra đám người Jenna có phải tín đồ tà thần hay không.
Dù sao tôi còn tiếp cận với tà thần còn gần hơn so với mỗi một cái tín đồ tà thần nơi này. Lumen nâng tay phải lên, vỗ nhẹ vị trí bên trái ngực, cậu cười đáp lại, cái này là đến từ kinh nghiệm phong phú của tội phạm truy nã. Cậu có vẻ thực tự hào à? Franca trêu ghẹo một câu. Lumen tò mò hỏi, người phi phàm chính phủ là điều tra như thế nào? Hiểu biết càng nhiều, tương lai cậu càng có nắm chắc tránh thoát điều tra cùng loại. Franca không để ý cho lắm hồi đáp, căn cứ Jenna miêu tả, tôi phỏng đoán là dùng năng lực công chứng viên. Mỗi người bọn họ đều ký tên một phần giấy cam đoan về tín ngưỡng bản thân, giấy cam đoan có công chứng viên chứng kiến, ha ha, nói dối đều gặp lửa màu vàng cháy, cả người đổ máu, bị kéo ra. Ngoài, suy xét đến Lumen còn đang bổ sung về tri thức lĩnh vực thần bí học, Franca lại giới thiệu chi tiết. Năng lực tương quan của công chứng viên ở Chai tương đối thông thường, rất nhiều nơi đều có thể gặp được, chỉ là ngụy trang giấu ở chỗ khác nhau mà thôi. Công chứng viên có thể chế tác khế ước chứa hiệu quả thần bí học. Một khi hợp đồng hai bên ở dưới công chứng viên chứng kiến ký tên mình ở trên khế ước cùng loại, không đến bán thần là không thể vi phạm. Cho dù đến bán thần, muốn mạnh mẽ vi ước, cũng sẽ trả giá không nhỏ. Cái này liên quan đến giao dịch hàng triệu hoặc hàng chục triệu đồng FIL, hai bên mua bán đều thực nguyện ý lấy ra một số tiền, đi đến giáo đường, nhận công chứng khế ước của thần ở trước Thánh Huy. Giấy cam đoan thuộc về khế ước đặc thù, mặt trời vĩnh hằng đồng thời cũng là thần khế ước cùng người thủ hộ buôn bán. Nội dung nhất trí với bút ký của Oso, Lumen chuyển hỏi, Jenna về nhà rồi à? Franca nhẹ nhàng gật đầu, cô ta đã trở về ngủ bù. Nói tới đây, Franca cao thấp đánh giá Lumen, tinh thần không tệ, hoàn toàn nhìn không ra cả đêm không ngủ. Thói quen thôi. Lumen đương nhiên không thể nói cho đối phương, đến 6 giờ sáng, trạng thái của mình sẽ tự động khôi phục, cô cũng rất có tinh thần đó thôi. Franca đắc ý cười nói, tôi cũng là thói quen, đối với người như chúng tôi mà nói, buổi tối mới là bắt đầu cuồng hoan. Nếu là Oso nói những lời này, trong đầu Lumen khẳng định sẽ hiện lên những từ ngữ như linh cảm, bản thảo, đêm yên tĩnh vân vân. Nhưng Franca nói như vậy, cậu chỉ có thể liên tưởng đến vui vẻ với người khác, giường lớn cùng quay cuồng. Franca không nhận thấy cậu đang lẩm bẩm, tự nói, huấn luyện học viên ở Theo Pigeon House sẽ tạm dừng 3 ngày. Sân khấu kịch bị Tổng cục Cảnh sát tiếp quản lâm thời, mỗi ngày biểu diễn như cũ, miễn ảnh hưởng đến tuyển cử quốc hội. Nhưng sẽ điều chỉnh kịch mục, dù sao thì nữ nhân vật chính của một số vở kịch đã mất tích. Charlotte cùng Maipu Mayer cũng không thấy. Lumen hỏi ngược lại. Tuy ở lúc Charlie đi theo người phi phàm chính phủ rời khỏi, cậu đã đoán được Susanna Matisse không bị tịnh hóa hoàn toàn, nhưng sau khi nghe thấy Franca miêu tả, cậu vẫn có chút thất vọng. Franca gật gật đầu, trừ bỏ bọn họ, còn có hai người mất tích, một là Eve thật, một là người tên Josie. Trong diễn viên cùng học viên còn lại, có 7 người đổi tin dục vọng mẫu thụ, bị lôi ra, nhưng tựa như đều chưa nhận được ban ân. Có ân ban thì chạy trốn, thuần tín đồ bị bỏ qua. Đối với bọn họ mà nói, tín đồ chính là tiêu hao phẩm. Lumen âm thầm cười nhạo hai câu, mang chuyện Charlie nghi ngờ đi cùng người phi phàm chính phủ nói cho Franca. Franca khẽ thở dài một tiếng, với anh ta mà nói, đây là kết quả tốt nhất, chúng ta không có khả năng mỗi ngày đều ở bên cạnh bảo hộ được. Người phi phàm chính phủ tuy cũng không thể, nhưng có thể sắp xếp Charlie ở nơi tương đối an toàn, chờ chuyện. Susanna Matisse này chân chính chấm dứt. So sánh ra mà nói, cậu càng nguy hiểm hơn, cậu không phải nói Susanna Matisse ghi hận cậu sao? Ác linh chấp niệm là tương đương mạnh. Vừa lúc thử xem ngón tay của ngài ca, Lumen không tiếng động lẩm bẩm một câu, tỏ vẻ mình sẽ chú ý. Cậu nhớ tới một việc, liền hỏi, cô có biết đảng Savoy chúng ta vì sao lại ủng hộ HUGUES Actua không? Franca cười cười, tôi nếu biết rõ vấn đề này, tôi cũng không cần ở đảng Savoy nữa. Đây là mục đích chủ yếu cô ta gia nhập đảng Savoy. Lumen suy nghĩ xoay chuyển rất nhiều. Lúc này, Franca duỗi cái lưng mỏi, đứng dậy, nói với cậu, chúng ta thật sự có hy vọng dùng giá thấp lấy được nhà hát Theo Pigeon House, chỉ là khả năng đối mặt cừu thị của đám quỷ keo kiệt nọ. Nhưng cậu không cần phải sợ. Tôi hiện tại đi phố Fountain tìm Gardner thương lượng một chút, thuận tiện giải quyết vấn đề bản thân. Vấn đề gì? Lumen có chút khó hiểu. Franca cười mỉm trả lời, tuy dục vọng mà Leicester khơi mào bị muối người thần bí học áp chế đi, nhưng thân thể tôi vẫn có chút dao động.
Hễ nghĩ tới cảm giác lúc đó là sẽ cảm thấy trống rỗng, khát vọng thỏa mãn cùng phát tiết. Cậu lại không thể giúp tôi chỉ có thể đi tìm tình nhân chính quy của mình. Cậu sao một chút ảnh hưởng cũng không có à? Quả thật có ảnh hưởng còn sót lại, nhưng qua 6 giờ sáng thì đã ổn rồi. Lumen nhếch miệng nói, ý chí của tôi kiên định hơn so với cô. Franca xì một tiếng, đi ra cửa, rời khỏi phòng 207. Nhìn bóng lưng của cô ta, Lumen lâm vào trầm tư, đến cùng là Franca thành tình nhân của lão đại hay là lão đại thành tình nhân của Franca? Là Franca phụ trách thỏa mãn lão đại hay là lão đại phụ trách thỏa mãn Franca? Lúc sắp đến giữa trưa, Charlie trở về khách sạn Kim Kê, mang toàn bộ tài sản không nhiều lắm để vào vali hành lý, mang nó đi xuống cầu thang. Tới lầu 2 gặp phải Lumen, anh ta nhìn thoáng qua trái phải, đè thấp giọng nói, tôi có công việc mới, nên rời đến chỗ khác. Tiếp qua một đoạn thời gian, tôi hẳn có thể quay lại quán bar ở tầng ngầm kia uống rượu. Lumen cười nói, nghe qua không tệ. Nếu vấn đề Susanna Matisse chân chính được giải quyết, tên nhóc Charlie này cũng tính là thay đổi vận mệnh. Charlie cũng thật cao hứng, anh ta cân nhắc rồi nói, rất nhiều chuyện tôi không có cách nào nói cho cậu, nhưng đến thời khắc mấu chốt, tôi sẽ thử ám chỉ cho cậu. Anh ta ở trong tòa án tông giáo trong lòng đất giáo đường Thánh Robert, thấy được lệnh truy nã Charlie, nhận ra người bạn này, nhưng anh ta không có nói cho chấp sự Francois. Có ý gì đây? Charlie vì sao lại đột nhiên cảm thấy bản thân có thể phát huy công dụng? Công việc mới của anh ta có liên hệ chặt chẽ với người phi phàm chính phủ, có thể thu được không ít tình báo. Lumen rất nhanh có suy đoán nhất định. Cậu cười nói, anh trước sống cho tốt đã rồi hãy nghĩ tới cái khác. Tiếp qua mấy tuần, tôi nói không chừng sẽ rời khỏi khu chợ. Cậu nói, mấy câu này lời ngầm là, làm công việc của anh cho tốt, đừng nghĩ tới chuyển đi tình báo, trừ khi thật sự sẽ mang đến nguy hiểm sinh mệnh với tôi, nếu không thì không cần thử. Về phần Charlie có nghe hiểu hay không, Lumen không quá xác định, dù sao người này đầu óc không phải quá tốt. Sau khi đợi ở vũ trường Breeze một buổi chiều, Lumen thay đồng phục công nhân màu lam xám, đội mũ lưỡi chai màu lam sậm, ngồi xe ngựa công cộng, đến vườn thực vật phố Stone. Căn cứ lời hẹn của cậu với Louis Lan, phu nhân Puris sẽ ở trước đêm nay trở lời thỉnh cầu gặp mặt. Đi vào sảnh nhà trọ số 9, Lumen mở ra hộp thư phòng 302, phát hiện bên trong chỉ có một tờ truyền đơn. Thư còn chưa gửi đến, Lumen kiềm chế nóng nảy trong lòng, tính đến đối diện nhà trọ số 9 chờ một chút. Cậu mới vừa đi ra khỏi sảnh, xuống cầu thang, đi tới ven đường, đã thấy một chiếc xe ngựa bốn bánh màu nâu từ chỗ cách đó không xa đi đến, dừng ở trước mặt mình. Người đánh xe tóc đen mắt lam, mặc áo màu đỏ thẫm cùng quần dài màu vàng, đội mũ đánh sáp, mang cà vạt màu trắng, đúng là Louis Lan. Giây tiếp theo, cửa xe ngựa bốn bánh mở ra trong im lặng, bên trong mơ hồ đang ngồi một bóng dáng nữ tính. Các bạn đang nghe chuyện Quỷ Bí 2, Túc Mệnh Trì Hoàn của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 219, Thử. Lumen đưa ánh mắt đầu hướng về phía Louis Lan ngồi ở vị trí sa phu, thấy anh ta gật gật đầu với mình. Lumen nhất thời hít sâu một hơi, sau đó đi về phía chiếc xe ngựa bốn bánh, cúi người chui vào thùng xe. Cậu đã rõ ràng tình huống trước đó là gì, phu nhân Puris cẩn thận làm trọng, không dùng phương thức thư tín để trả lời, mà là ẩn nấp ở xung quanh số 9 phố Stone, chờ đợi Lumen đến xem xét trả lời. Như vậy có thể tránh né hữu hiệu bị người theo dõi cùng phiêu lưu bao vây địa điểm gặp mặt. Giây tiếp theo, một bóng dáng quen thuộc ánh vào mắt Lumen, bà ta mặc váy dài thuần đen chít eo tinh xảo, đầu đội mũ tròn nhỏ hơi có vẻ nhí nhảnh của các cô gái. Chỗ bả vai khoác áo choàng mỹ cảm mông lung, chân mày vẽ nhẹ, mắt nâu sáng ngời, môi hồng nhuận, mái tóc nâu hơi cuốn lên, nửa để xõa, không quá chính thức, nhưng khí chất cao nhã, sạch sẽ mà mị hoặc. Đúng là phu nhân viên quản lý hành chính thôn Co Đoan là Puris Zerofort, đã lâu không gặp. Phu nhân Puris lời mang ý cười lên tiếng, nhưng đôi mắt của bà ta lại là một mảng lạnh như băng, làm cho người ta có loại cảm giác ý lạnh tẩm tận xương tủy. Hầu như là cùng lúc, Lumen phát hiện cảnh tượng xung quanh có biến hóa. Cậu không hề ở trong cho thùng xe nữa, mà đã đi vào trong cánh đồng hoang vu bát ngát. Phía trước cậu trống không, phu nhân Puris mất đi tung tích. Ngay ở lúc Lumen ngạc nhiên nhìn xung quanh,
thì cậu thấy trên đất xuất hiện một mảng bóng đen thật lớn, bất quy tắc. Cậu theo bản năng ngẩng đầu, trong ánh mắt chiếu ra một mảng trời lông chim màu nâu. Mỗi một cái lông chim kia đều lớn bằng cái đầu của cậu, tầng tầng lớp lớp hợp thành một đôi cánh giống như có thể che cả bầu trời. Đôi cánh này thuộc về phu nhân Puris, thân thể của cô ta cũng trở nên khổng lồ, treo cao giữa không trung, hai chân đều cong lên thành dạng chân chim, móng tay sắc bén, lóe ra hàn quang. Giọng nói to lớn mơ hồ theo đó vang lên, ngươi nên bị chôn cùng thôn Co Đoan. Lumen trong lòng căng thẳng, một bên rút ra súng ngắn, một bên xoay người, chạy như điên về phía cuối mảng cánh đồng hoang dã này. Nếu trong mộng hiện ra cảnh tượng có tính chân thật nhất định, vậy cậu có thể từ rìa thoát ly khỏi thế giới bỉ ngạn này. Phành phành phành. Lumen lấy phương thức đường cong chạy về phía trước, không ngừng bắn về phía không trung. Đây là thủ đoạn công kích từ xa duy nhất mà hiện tại cậu có. Nhưng phu nhân Puris rõ ràng nhìn qua cực kỳ thật lớn, lại tuyệt không cồng kềnh. Cánh chim vỗ vừa mang đến cuồng phong, ảnh hưởng đường đạn, vừa giúp cho bà ta linh hoạt cải biến vị trí. Ngay sau đó, bà ta phát ra một tiếng rít chói tai. Mặt đất hoang dã phía trước Lumen đột ngột nhô lên, bùn đất chảy xuống, chui ra một con quái vật to lớn. Đó là một con rắn lớn tựa như đã chết trong khoảng thời gian lâu rồi, vảy u lam đã chóc ra hơn phân nửa, hiện ra cơ thịt hư thối cùng bộ phận xương trắng nhô ra. Dịch đặc màu vàng cùng dòi bọ vặn vẹo không đếm được răng kín toàn bộ thân thể con rắn lớn, để cho nó tản mát ra mùi tanh tưởi mãnh liệt làm người ta khó có thể chịu được. Con rắn lớn này hai mắt màu đỏ tươi, trong hốc mắt lõm xuống là dòi bọ trong suốt điên cuồng tiến vào chui ra. Nó lấy tư thái tầm mắt từ trên cao nhìn xuống đầu hướng về phía Lumen, miệng mở ra, lộ ra răng nanh vàng vọt, sát cái cắn về phía người sống này. Lumen đã bị mùi tanh tưởi hun đến váng đầu hoa mắt, vội vàng từ trong sườn áo lấy ra một tấm giấy vẽ, mở nó ra. Mặt trên có một vầng mặt trời màu vàng đỏ tỏa ra ánh sáng đủ mọi màu sắc. Xung quanh nhất thời trở nên ấm áp, bầu trời bị phu nhân Puris che khuất giống như cũng sáng lên không ít. Con rắn lớn sớm đã chết này rời ánh mắt từ trên người Lumen sang chỗ khác, tựa như không muốn nhìn thẳng vào mặt trời. Nhưng công kích của nó chỉ chậm lại tốc độ, mà không dừng lại. Bắt lấy cơ hội này, Lumen xoay người cầm lấy bức họa quyển, chạy như điên về một phía khác. Phu nhân Puris xoay quanh giữa không trung thấy thế, mở miệng hộc ra một từ tràn đầy ý tứ tà ác mà Lumen căn bản nghe không hiểu. Lumen nháy mắt yếu ớt đi không ít, tốc độ chạy chậm lại, tựa như mới sinh bệnh nặng, còn chưa khỏi hẳn. Theo sát sau đó, phu nhân Puris ngẩng đầu, phát ra một tiếng rít vừa thê lương vừa đau khổ. Trong nháy mắt, Lumen nghe thấy được tiếng thoát phá hư ảo. Nó đến từ linh hồn của cậu, đến từ thân thể của cậu, làm cho cậu trước mắt tối đen, trực tiếp tiến vào trạng thái gần với cái chết. Nếu không phải thợ săn, kẻ khiêu khích, vũ đạo gia cùng tăng lữ khất thực đều tăng mạnh các phương diện khác nhau cho tố chất thân thể cậu, thì cậu bị phụ gia trạng thái suy yếu rất có khả năng đã trực tiếp tử vong. Mang theo lý trí cuối cùng, cô nén đau đớn khoa trương, Lumen dùng sức lực còn sót lại, thọc tay trái vào túi áo, chạm vào ngón tay của ngài ca. Ngay ở lúc này, cậu cảm giác có cơn mưa mát mẻ đổ xuống, làm dễ chịu thân thể cùng linh hồn của mình. Những vết thương vừa rồi cậu gặp lập tức lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại, hoang dã bốn phía đã dần dần hư ảo, thẳng đến biến mất không thấy. Lumen lại thấy phu nhân Puris ngồi ở đối diện thùng xe. Người phụ nữ này ánh mắt không còn lạnh như băng, mang theo vài phần trào phúng, bằng chút thực lực ấy, cậu đã muốn tìm Guillaume Besne báo thù. Ở thời điểm tôi rời khỏi thôn Co Đoan, hắn bởi vì đuổi đi tín đồ mẫu thân vĩ đại chúng tôi, đã được ban ân mới, đã tương đương với liệt mệnh sư danh sách năm. Sau đó, nói không chừng còn có thể tìm ma dược đối ứng để dùng. Vừa rồi tập kích là đang thử thực lực của mình. Lumen tuyệt không ngoài ý muốn đối với mục sư có tiêu chuẩn danh sách năm. Dù sao hắn có được số lượng năng lực khế ước vượt xa tầng cấp người chịu khế, lại rõ ràng không có thần tính. Vậy chỉ còn lại có hai loại khả năng danh sách 6 cùng danh sách 5 này. Kết hợp biểu hiện của Guillaume Besne khi chiến đấu với Rian, Lia, Valentin cùng bản thân ở trong mơ, Lumen đã sớm hoài nghi hắn là liệt mệnh sư danh sách 5, hiện tại đã được phu nhân Puris xác nhận. Làm cậu ngoài ý muốn là, nhóm chịu ban thưởng tựa như còn có khả năng dùng ma dược, thu được năng lực thêm vào, chỉ là chọn lựa đối ứng, hoặc là loại hình thích hợp. Lumen suy nghĩ một chút,
cảm thấy cái này cũng coi như bình thường, nhóm người phi phàm cũng có thể được ban ân, chỉ là sẽ có không ít vấn đề. Lumen nhìn phu nhân Puris, giọng điệu bình tĩnh trả lời, tôi còn có thời gian trưởng thành, còn có cơ hội mạnh lên. Mà Giom Besne hầu như không có hy vọng gì thu được thần tính, dù sao tín ngưỡng của hắn không phải ba vị tồn tại bao gồm mẫu thân vĩ đại ở trong. Tôi sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đuổi kịp hắn. Lumen không nói ra là mình còn có hy vọng thu được càng nhiều giúp đỡ mạnh hơn, mà Giom Besne làm quyến giả tà thần, lại đắc tội tín đồ mẫu thân vĩ đại. Có thể tìm được đồng bạn cũng sẽ không nhiều lắm, hẳn là lấy người phi phàm hoang dã, cùng người chịu ban ân cũng tín ngưỡng túc mệnh làm chủ. Phu nhân Puris cười khẽ một tiếng, có tự tin là một chuyện tốt, tôi rất thích loại người trẻ tuổi có tự tin như cậu. Muốn đi theo tôi cùng nhau tín ngưỡng mẫu thân vĩ đại không? Như vậy cậu có thể được trợ giúp thêm vào, trừ bỏ lực lượng ma dược, còn có thể thu hoạch ban ân. Tôi cũng không muốn mang thai sinh con. Lumen dùng phương thức uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của phu nhân Puris. Phu nhân Puris cười nói, xem ra cậu đối với thần thánh, chân quý của sinh mệnh, cùng vui mừng mà cuộc sống cho chúng ta, còn khuyết thiếu đủ thể nghiệm, tôi cũng phải chân chính sinh con mới hoàn toàn rõ ràng. Cậu không cần lập tức cự tuyệt, chờ cậu cảm nhận được vĩ đại của mẫu thân, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm tôi. Lumen không muốn dây dưa ở chuyện liên quan tới mẫu thân vĩ đại này, chuyển hướng đề tài, tôi nghĩ cô đều là để người khác sinh con, không ngờ chính cô cũng sinh quá. Khuôn mặt phu nhân Puris giăng kín một tầng hào quang mẫu tính, sau khi trở thành nữ yêu, bản thân cũng phải sinh một đứa con, mới có thể càng tới gần mẫu thân vĩ đại. Rất khó tin tưởng cô trước kia là một người đàn ông. Lumen thiếu chút nữa không dám nhìn thẳng phu nhân Puris, tùy ý tìm đề tài, đứa nhỏ của cô đã chết ở trong tòa thành. Đúng vậy, phu nhân Puris thở dài, bị phụ thân tự tay giết chết. Đáng tiếc, hắn không biết đó là đứa nhỏ của hắn. Là ai? Lumen bật thốt ra. Phu nhân Puris cười cười, Giom Besne, cậu không phải đã bắt gặp chúng tôi yêu đương vụng trộm sao? Hắn không có phát hiện, nhưng tôi biết cậu nấp ở mặt sau tế đàn, còn nghĩ có nên mời cậu tham hay không dự. Tôi nghĩ các người yêu đương vụng trộm chỉ là biểu hiện mang tính tượng trưng nào đó có bộ phận chân thật ở trong. Lumen ngạc nhiên, trong đầu hiện lên mấy bộ hình ảnh, phu nhân Puris cùng mục sư trần trụi quấn lấy nhau. Phu nhân Puris ca ngợi mục sư thô lỗ, trực tiếp, có khí khái đàn ông, mục sư tính để xanh xít ấm ức một chút. Quan sát vẻ mặt cậu biến hóa, phu nhân Puris mỉm cười nói, tôi đến thôn Co Đoan, sau khi quen thuộc hoàn cảnh, chuyện thứ nhất làm chính là câu dẫn Giom Besne. Hắn là nhân viên thần chức quyền lực có thực tế, là con đường câu thông duy nhất của thôn Co Đoan cùng giáo hội mặt trời vĩnh hằng. Nếu có thể nắm lấy hắn, để cho hắn trở thành tín đồ mẫu thân vĩ đại, lại phối hợp thân phận Bios, tôi có thể chân chính phát triển thôn Co Đoan trở thành lãnh địa của tôi, lại có thể không bị bên ngoài hoài nghi. Vừa lúc tôi cũng cần một đứa con, cho nên cùng hắn thử một lần, dùng thời gian một tuần lưu lại huyết mạch của hắn làm chuẩn bị ở sau. Nhưng sau tháng 7 tháng 8 năm trước, thái độ của hắn đã xảy ra biến hóa, không hề cảm thấy hứng thú đối với mẫu thân vĩ đại nữa. Đáng tiếc, tôi còn chưa kịp để cho hắn sinh đứa nhỏ cho tôi, thể nghiệm sự tốt đẹp tạo ra sinh mệnh. Tháng 7 tháng 8 năm trước, Lumen lặp lại tiết điểm này. Tháng 5 6 hàng năm, nhóm người chăn cừu đều sẽ chuyển về núi cao. Đúng, tôi nhớ rất rõ ràng. Phu nhân Puris nhẹ giọng cười nói, sau đó, ngu xuẩn Louis Lan kia còn ý đồ xin giúp đỡ với hắn. Lumen nhíu mày hỏi, thái độ mục sư vì sao lại đột nhiên phát sinh biến hóa? Tôi không xác định, tôi chỉ biết là, đoạn thời gian nọ, có một số thôn dân tuyên dương tà thuyết chòm sao. Bị người tố giác cho Giom Besne, Giom Besne sau khi thẩm vấn những người đó, thái độ từ từ có thay đổi. Đôi mắt phu nhân Puris giống như hồ nước chiếu rọi mặt trời. Người nào? Lumen truy hỏi. Phu nhân Puris mỉm cười trả lời, mấy người Na Alaya đều là người cậu biết. Lumen lặng lẽ vài giây mới nói, khi đám người mục sư tập kích tòa thành, cô ở nơi nào, làm cái gì? Puris phát ra tiếng cười nhẹ nhàng, cậu cuối cùng đã hỏi đến đây. Cậu hẳn là đã đoán được đáp án. Cô nhìn về phía Lumen, vẻ mặt có chút đau đớn cùng vặn vẹo cười nói, Os O tập kích tôi. Chương 220, ác mộng. Os O tấn công tôi.
Từng câu từng chữ này cứ quanh quẩn, vang vọng trong lỗ tai của Lumen, tựa như một cái đập nước lớn đột nhiên bị sụp đổ. Nước lũ ào ào trút xuống đầu cậu, rửa trôi bùn đất chôn vùi những mảnh ký ức đẫm máu. Trắng bệch, đau đớn đến thấu xương, Lumen lại nhìn thấy một vài hình ảnh. Cậu thấy mục sư Giom Besne bị rất nhiều vong linh mặc áo tang bằng vải gai vây quanh ở nơi hoang dã. Thấy phu nhân Puris dang rộng đôi cánh chim bay lượn giữa không trung. Thấy trong đôi mắt của bà ta phản chiếu ra bóng người có mái tóc màu vàng, người đó chính là Osor. Lumen còn thấy tầng 3 của tòa thành với vách tường phủ đầy những khuôn mặt trong suốt màu trắng xanh. Thấy Louis Lund đang sinh con. Thấy Sibyl Berry hồi sinh trong cơ thể của một nữ hầu. Thấy Jion Besne, Pierre Berry, Pons Besne và nhóm tín đồ tin vào số mệnh đang chiến đấu với nhóm bà đỡ và viên quản lý hành chính Bios. Mà tất cả hình ảnh này đều xuất hiện trước tầm mắt cậu, giống như những bọt khí lớn khoảng bằng nắm tay trôi lơ lửng giữa không trung. Dây trắng, nét mặt của Lumen trở nên vặn vẹo, cậu thống khổ ngửa người về phía sau, mạch máu xanh tím nổi chằng chịt khắp người. Cùng lúc đó, lời dặn dò của bác sĩ tâm lý Sushi chợt xuất hiện trong đầu cậu, cậu phải luôn nhớ kỹ, không được để cảm xúc quá khích. Nếu rơi vào trạng thái như vậy, cậu lập tức phải hít thở thật sâu để ổn định trạng thái, kiểm soát cảm xúc. Lumen há to miệng thở hổn hển, giống như không khí xung quanh đột nhiên bị rút sạch. Phu nhân Puris thấy dáng vẻ của cậu như vậy thì đồng cảm nói, cậu quả thật đã quên rất nhiều chuyện. Không, cậu đã chôn vùi nó ở chỗ sâu nhất trong linh hồn mà không dám chạm đến. Lúc ấy tôi cũng rất khổ sở, cũng rất khó chịu. Sau khi biến thành nữ yêu, tôi mới chân chính gặp được cô gái có thể chạm tới linh hồn tôi. Cô ấy hấp dẫn như vậy, lương thiện như vậy, lại an tĩnh lại hoạt bát như vậy. Tôi không thể ngờ được có một ngày cô ấy tấn công tôi, ngăn cản trước mặt tôi với tư cách là tín đồ của tà thần. Lúc đó, cô ấy cũng đã là liệp mệnh sư, cô ấy phải chịu sự ảnh hưởng từ túc mệnh nhiều hơn cả Giom Besne. Lumen nhịn không được nâng hai tay lên ôm, chặt đầu, giống như có thứ gì đó ở bên trong muốn nổ tung thoát ra bên ngoài. Trong lúc liên tục hít thở thật sâu, cậu nhớ lại Osor đều không để tâm mỗi lần cậu kể về những chuyện kỳ quái trong làng. Nhớ lại lời dặn dò của Osor, dặn cậu không nên xem những chuyện không nên xem, nhớ lại Osor luôn ngồi trên nóc nhà ngắm bầu trời đêm đầy sao. Nhớ lại con thằn lằn trong suốt chui ra từ miệng của Osor ở trong giấc mộng kia, nhớ lại đám người Na Alaiza truyền bá tà thuyết về các chòm sao sớm nhất trong làng dường như có qua lại với Osor. Kèm theo đó, cậu còn nhớ lại chuyện sau khi cậu phát hiện ra Jaemon Ava bị giết, cậu trả thù Pon Besne nhưng không thành mà lại bị đám người kia tóm được, bị đánh đập một trận, cuối cùng lại được thả ra. Nhớ lại Osor cũng lo lắng, chăm chú giống như mình và cùng mình cắt tỉa từng chữ cái nhỏ màu xanh lam để ghép thành bức thư cầu cứu. Nhớ lại Osor giảng giải kiến thức thần bí cho mình, nhớ lại buổi lễ ngày hôm đó, đôi mắt của Osor hơi chuyển động giống như sống lại và chị ấy đẩy mình ra khỏi tế đàn. Vù, vù, Lumen thở hổn hển, giống như lần gặp ác mộng trước đó, vùng vẫy mãi không thể tỉnh lại được. Phu nhân Puris khẽ thở dài, có lẽ tôi đã phát hiện ra sự bất thường ở cô ấy từ sớm hơn. Tuy tần suất cô ấy đến thăm tôi và tôi đến thăm cô ấy không nhiều nhưng tôi đã sớm chú ý tới hành vi. Thường xuyên nhìn lên bầu trời đêm đầy sao và luôn nói những lời kỳ quái về cố hương của cô ấy. Trong lĩnh vực thần bí học, tinh không rất nguy hiểm, đặc biệt là đối với người phi phàm. Sau đó, tôi muốn để cho cô ấy tín ngưỡng mẫu thân vĩ đại, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Lumen hơi mấp máy môi, khó khăn hỏi, chị ấy bắt đầu bất thường từ khi nào? Cậu nhớ rất rõ. Osor có thói quen nhìn lên bầu trời sao, nhớ về cố hương. Nhưng trong năm đầu tiên vẫn chưa xảy ra chuyện gì cả. Đương nhiên, Lumen thừa nhận một năm trở lại đây, tần suất mà Osor nhìn lên bầu trời sao nhiều hơn rất nhiều so với trước kia, nhưng cậu không nghĩ ra được mọi thứ biến thành như vậy từ khi nào. Phu nhân Puris lắc đầu, thu lại cảm xúc của chính mình, buồn cười nói, điều này cậu nên tự hỏi mình mới phải, cậu ở cùng cô ấy mỗi ngày, còn tôi thì không. Có đôi khi tôi thực sự rất ghen tị với cậu, có đôi khi tôi lại cảm thấy cậu cũng không tệ. Vì sao chúng ta phải câu nệ quy tắc của xã hội tầm thường này mà không buông bỏ tất cả để tận hưởng một cuộc đời vui vẻ chứ? Lumen giống như không nghe thấy phu nhân Puris đang nói cái gì, cậu ôm chặt đầu, vùi cả người xuống như lúc trước, mắt nhìn sàn xe, lẩm bẩm hỏi, là ai đã làm cho chị ấy tín ngưỡng túc mệnh?
Có lẽ chỉ cô ấy mới biết được đáp án. Đáng tiếc. Phu nhân Puris thở dài một tiếng. Lumen yên lặng, trong thùng xe chỉ còn tiếng hít thở sâu. Một hơi, hai hơi, ba hơi, không biết qua bao lâu. Cậu rốt cuộc cũng ngồi thẳng sống lưng, buông hai tay xuống, nhìn về phía phu nhân Puris nói, cô đã từng gặp tiểu tinh linh nào đại loại giống như thần lằn ở trong làng chưa? Chưa từng thấy. Phu nhân Puris lắc đầu. Con thần lằn trong suốt kia ở trong giấc mộng của mình là một loại biểu tượng đại biểu cho tín ngưỡng số mệnh, hay là nó cũng tồn tại trong hiện thực và nó đang ẩn giấu điều gì? Lumen không ngừng suy nghĩ về điều này, giống như chỉ có như vậy, cậu mới không xúc động tự cắm một lưỡi dao sắc bén vào trong linh hồn của mình. Cậu lại hỏi tiếp một câu mới, cô đã từng nghe về truyền thuyết Vu Sư chưa? Truyền thuyết kể về chuyện 9 con trâu mới kéo được cỗ quan tài của vị đó. Chưa từng nghe. Phu nhân Puris lại lắc đầu. Lumen hỏi từng vấn đề một, tới cuối cùng, cậu cũng không biết mình đang hỏi cái gì, cũng không rõ phu nhân Puris có trả lời hay không. Ngay cả khuôn mặt của đối phương trong ấn tượng của cậu cũng dần trở nên mờ ảo, mơ hồ, giống như cách xa cả chục cả trăm mét. Không biết chiếc xe ngựa bốn bánh dừng lại từ lúc nào, Lumen ngơ ngác, thất thần lại đứng ở ven đường, bước chân vô định không ngừng đi về phía trước. Beng, 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 tiếng chuông giáo đường vang lên, lúc này đã là 0 giờ đêm. Lumen đột nhiên bừng tỉnh, cậu phát hiện ra mình đã về tới trước cửa khách sạn Kim Kê. Cậu theo bản năng bước lên bậc cầu thang, chuẩn bị đẩy cửa lớn ra, rồi lại chợt ngẩn người ra mấy giây, sau đó lui lại xuống đường, lê bước chân giống như linh hồn lang thang, tiến về phía cuối phố Charles. Cậu đi thẳng tới đường lớn khu chợ. Bầu trời đêm nay u ám đến âm trầm, mây đen phủ kín, không có ánh trăng đỏ, cũng không thấy sao. Lumen đi tới cửa vũ trường Breeze, bên tai nghe thấy nhịp trống dồn dập, tiếng người nói cười ồn ào, vô cùng sôi động. Cậu giống như không thể chịu nổi môi trường này mà đột nhiên xoay người, lắc lư đi đến ven đường, tìm một khoảng tối bên cạnh cột đèn đường khí than gần nhất, ngồi xuống vệ đường. Tí tách, tí tách. Thời gian dần trôi, từng giọt nước mưa rơi xuống mặt đất, rơi xuống đỉnh đầu Lumen, rơi xuống trước mặt cậu. Lộp bộp, lộp bộp. Tiếng mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Lumen vẫn không nhúc nhích, tựa như đã biến thành một pho tượng, mặc cho nước mưa trút xuống mái tóc ướt nhẹp, khuôn mặt ướt sũng, nhanh chóng thấm ướt quần áo trên người cậu. Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện phía trên đỉnh đầu cậu, những hạt mưa kia chợt biến mất. Lumen ngơ ngác ngẩng đầu lên, phát hiện phía trên đỉnh đầu là một chiếc ô màu xanh đen, thấy khung kim loại căng rộng bên dưới lớp vải chống nước, thấy Jenna cầm cán ô. Cậu thu hồi tầm mắt, ánh mắt trống rỗng nhìn bọt nước bắn tung tóe giữa mặt đường, cậu không ngăn cản Jenna, cũng không để ý tới cô ấy. Hôm nay Jenna trang điểm theo tông khói, trên người mặc một chiếc váy đỏ cắt xẻ ở phần ngực được đính sequin lấp lánh, trên vai khăn choàng màu nhạt khoác che bớt da thịt lộ ra ngoài, giúp người mặc có vẻ không quá hở hang. Cô chăm chú nhìn Lumen vài giây, cũng không hỏi, chỉ đứng bên cạnh cậu, cầm ô che cho cậu. Phải hơn một giờ sau trận mưa to này mới ngừng lại, chỉ còn nước đọng lại trên bề mặt cột đèn hai bên đường và trên mái ngói thỉnh thoảng nhỏ giọt rơi xuống đất. Lumen giống như đánh mất cái gì đó, cậu thong thả đứng lên. Jenna vừa gấp gọn ô vừa lẩm bẩm tự nói với bản thân, mưa rồi sẽ tạnh, giống như bóng tối sẽ qua đi, mặt trời sẽ mọc, ánh sáng luôn chiếu rọi khắp thế giới. Lumen yên lặng một hồi lâu, tầm mắt nhìn con đường tăm tối hun hút phía trước, khi cô phát hiện ra người mà cô rất tin tưởng lại không giống như những gì cô nghĩ, cô sẽ cảm thấy như thế nào? Jenna không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại một câu, cậu còn tin người đó không? Lumen hơi mấp máy môi, cậu không do dự trả lời, tin. Nếu cậu còn tin người đó, vậy cậu hãy đi tìm nguyên nhân vì sao người đó làm như vậy đi. Jenna thản nhiên nói, hai tay của Lumen hơi run lên. Cậu hít sâu một hơi, lại một hơi rồi một hơi nữa, rốt cuộc, thân thể không còn bất kỳ biểu hiện khác thường nào. Đến lúc này, cậu mới nghiêng đầu, nhìn Jenna, sao cô lại ở chỗ này? Jenna vừa bực mình vừa buồn cười, trả lời, mẹ kiếp, chỗ này ở ngay bên ngoài vũ trường Breeze đấy. Hôm nay tôi không phải đến rạp hát, nên buổi tối tới đây để hát kiếm tiền. Vừa mới kết thúc công việc ra đến cửa thì thấy cậu ngây ngốc ngồi ở ven đường dầm mưa. Lumen thu hồi ánh mắt, mặt không chút biểu cảm xoay người rời đi. Cậu dẫm lên vũng nước, bước nhanh về hướng dẫn đến phố Wycote. Cậu đi đâu vậy? Jenna lo lắng hỏi.
Lumen cũng không quay đầu lại nói, tôi đi tìm nguyên nhân. Cậu nhớ lại lúc Oz-O đẩy cậu ra khỏi tế đàn, có nói một câu, sổ ghi chép của chị. Kết hợp với tình huống hiện tại, Lumen cho rằng điều chị gái muốn nói là cậu có thể dựa vào cuốn sổ ghi chép vu thuật của chị ấy để tìm ra manh mối về ngọn nguồn của mọi sự bất thường. Jenna xách theo ô, đuổi theo Lumen hỏi, cậu chỉ dùng một buổi tối là có thể tìm ra nguyên nhân hay sao? Có lẽ phải mất khá lâu đấy. Lumen không kiên nhẫn đáp lại. Jenna lẩm bẩm nói, vậy thì cậu cần gì phải gấp gáp như vậy? Cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt, để đầu óc tỉnh táo hơn đã, biết đâu điều đó có thể giúp cậu tìm ra nguyên nhân nhanh hơn. Lúc này, Lumen chỉ nghĩ tới những nội dung trong cuốn sổ ghi chép mà cậu vẫn chưa thể giải thích nổi. Nghĩ tới việc mình còn khuyết thiếu rất nhiều kiến thức thần bí học, nghe Jenna nói vậy thì cậu chợt yên lặng một lúc, rồi quay đầu, nhìn Jenna, Flanka có ở nhà không? Cậu hỏi cái này làm gì? Jenna khó hiểu nói, hôm nay có lẽ chị ấy sẽ không quay trở về phố Wycote. Chị ấy nói đêm nay sẽ vui vẻ với Gardner Mountain. Phù, Lumen thở hắt ra, quay về hướng phố Charles. Các bạn vừa nghe xong tập 22 của bộ truyện Quỷ Bí 2, Túc Mệnh Chi Hoàn của tác giả Mực Thích Lặn Nước tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.